Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1391. Nếu vậy thì tại sao không tương kế tự kế? Trong phút chốc, sóng lớn ngập trời, cuộn trào mãnh liệt. Mặt hồ cũng liên tục nổi bọt nước, con thuyền đánh cá bị sóng đánh chao đảo, không ngừng phập phồng. Lâm Nhất hoảng sợ, một lực rất mạnh không thể chống cự lập tức kéo hắn xuống thuyền. Nửa người chìm xuống nước. Khí lạnh xâm nhập vào, đầu Lâm Nhất ở dưới đáy nước, hắn cảm nhận được có một cái bóng khổng lồ đang nhanh chóng đến gần mình. Một nỗi sợ vô tận lập tức bao trùm lấy trái tim Lâm Nhất, con cá này muốn ăn thịt người. Khi thấy hắn sắp hoàn toàn chìm xuống hồ. Một lực hút mạnh mẽ hóa thành bàn tay kéo hắn lên. Lâm Nhất rơi xuống thuyền, toàn thân ướt đẫm, nhìn vô cùng chật vật, mặt mũi trắng bệch, lòng còn sợ hãi, cảm giác như vừa đi qua cửa âm phủ. Tiểu tử, 10 năm qua ta dùng yêu đan tử phủ làm mồi nhử đều bị con ngư vương này ăn mất. Mấy năm gần đây, nếu không phải yêu đan của yêu thú cấp bá chủ cảnh giới tử phủ thì nó không thèm chạm vào, người nghĩ nó không ăn thịt người à? Ha ha, nó có thể ăn cao thủ cảnh giới tử phủ cho ngươi xem đấy. Thập Tam gia uống rượu ở đuôi thuyền, liên tục cười mỉa mai, lần này ta kéo ngươi lên, nhưng chỉ có thể giúp ngươi một lần. Ta sẽ nói rõ ràng, chỉ cần rơi xuống nước, ngươi sẽ không sống nổi dù chỉ một giây, sao nào, còn dám giữ cần câu nữa không? Ăn yêu đan tử phủ suốt 10 năm qua, vậy bây giờ con ngư vương này mạnh đến cỡ nào? Tay cầm cần câu của Lâm Nhất khẽ run lên, nhớ lại cảnh tượng rơi xuống nước đáng sợ trước đó. Hắn lập tức dùng mình, có lẽ những gì Thập Tam gia nói không phải giả. Có gì không dám. Nhưng trong mắt Lâm Nhất lập tức thoáng hiện vẻ kiên trì, hắn không tin mình không thể bắt được con ngư vương này. Vậy thì mau lên, đợi nó ăn xong mồi sẽ không để ý tới ngươi nữa đâu. Thập Tam gia nheo mắt lại, mỉm cười bảo, bộ dạng như đang xem kịch vui. Lâm Nhất lại đứng dậy, hai tay nắm lấy cần câu. Tinh khí thần đạt tới mức độ căng thẳng xưa nay chưa từng có. Lòng dần bình tĩnh lại, nếu thật sự như Thập Tam gia nói thì con ngư vương này khó đối phó hơn hắn tưởng tượng nhiều, phải từ từ vật lộn với nó mới được. Hắn không coi thường nó nữa, chân nguyên toàn thân phun trào, khí lực sao động, hắn nắm chặt cần câu. Ầm ầm. Một người một cá, một trên bờ một dưới nước, cả hai đối đầu với nhau. Lâm Nhất cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế, ít nhất con ngư vương này sẽ có lúc lơ là khi ăn mồi. Mồi. Đôi mắt của thiếu niên đột nhiên sáng rực lên, nụ cười mỉm hiện lên trên mặt. Hóa ra Thập Tam gia đã nói cho hắn biết điểm quan trọng, nếu con cá này chưa ăn hết mồi thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu vậy thì tại sao không tương kế tự kế? Bên trái. Lâm Nhất đưa tay ném cần câu sang bên trái. Sau đó lập tức cảm nhận được một mạch nước ngầm đang dao động dưới nước. Chương 1392 vừa là đấu trí, vừa là đấu dũng. Bên phải. Không chờ nó tới, cần câu lại vung ngang qua, đuôi ngư vương dưới nước vẫy mạnh, tấn công một cách nhanh như chớp. Lâm Nhất đã bắt được nhịp, năm ngón tay nắm chặt cần câu, cổ tay nghiêng về phía sau. Chiếc cần câu mảnh dài trong tay hắn lập tức múa như kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một lát sau, Lâm Nhất đứng trên thuyền, chiếc cần câu trong tay vung lên như kiếm. Hắn bất giác đắm chìm vào đó, hoàn toàn quên mất mình đang câu cá, mà là đang đấu kiếm với người khác. Ngư vương ở dưới nước hơi bực bội. Đuôi cá đong đưa phát ra lực hút rất mạnh, một sức mạnh không thể chống cự lại đánh tới. Lại muốn dùng chiêu này à? Lâm Nhất nở nụ cười, hai chân đứng trên thuyền, chân nguyên điên cuồng rót vào, con thuyền đánh cá chao đảo trên mạch nước ngầm rồi đột nhiên lao tới trước. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn một nửa sức mạnh này. Cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt, Lâm Nhất điều khiển thuyền đánh cá bay ngược trên mặt nước như một mũi tên. Ông! Hai người đấu sức với nhau làm cho dây câu căng thành một tia sáng trắng. Phát ra tiếng ông ông như thân kiếm. Vẫn chưa đến lúc. Sóng đã ngừng vỗ, mặt nước trở lại tĩnh lặng, đôi mắt Lâm Nhất sáng ngời, hắn bình tĩnh tính toán, đợi khi nó ăn xong mồi, thả lỏng cảnh giác mới là lúc cần phải ra tay.
lúc này có thể gây áp lực cho nó, nhưng không thể dồn nó vào đường cùng. Xoẹt. Con thuyền đánh cá dưới chân vạch ra một vòng tròn trên mặt hồ như thanh kiếm, tạo thành màn nước hình quạt, cần câu lại chìm xuống nước. Thú vị đấy. Thập Tam gia cầm bầu rượu đứng ở đuôi thuyền, thản nhiên cười mỉm nói. So với cảnh sóng to gió lớn trước đó, sự tĩnh lặng yên bình của lúc này càng nguy hiểm hơn. Hai bên âm thầm đấu với nhau, thi triển tuyệt kỹ, một sợi dây câu, một người một cá cùng nắm. Vừa là đấu trí vừa là đấu dũng. Nếu chỉ biết dùng sức mạnh sẽ lập tức thua trận, hơn nữa còn thua một cách thê thảm. Mạch nước ngầm dưới ổ càng dao động dữ dội hơn, một cơn dông tố nổi lên ngay khi trời không gió, hồ không sóng. Lâm Nhất chợt cảm nhận được dây câu trong tay mình thả lỏng, mặt lập tức biến sắc. Ngư Vương định đi về. Chương 1393 không ngờ thiếu niên này đã có tính toán trước. Nhưng rõ ràng mồi câu vẫn chưa bị ăn, con cá này thật cẩn thận, đoán đúng suy nghĩ của hắn. Cứ vậy mà đi thì lợi cho ngươi quá. Lâm Nhất nheo mắt lại, dĩ nhiên không muốn cứ thế để nó bỏ đi, chân nguyên và khí lực đã thủ thế chờ đợi chuẩn bị bùng nổ. Không đúng. Nhưng khi hắn sắp bùng nổ chợt nghĩ tới điều gì đó, con ngư vương này rất tham lam, vừa rồi đấu sức với hắn cả buổi, bị hắn đùa bỡn bơi đi bơi lại cũng không muốn từ bỏ mồi câu. Nó thật sự sẽ từ bỏ con mồi cuối cùng này sao? Tuy rằng mồi câu cuối cùng ít, nhưng đều là tinh hoa yêu đan. Đánh cược nào? Lòng Lâm Nhất trùng xuống, sức mạnh sắp phun trào như núi lửa bị hắn áp chế lại. Để con ngư vương này thoát khỏi cần câu, chậm rãi chìm xuống đáy nước. Tiểu tử, người phải đền cho lão phu một con ngư vương đấy. Thập Tam gia cảm ứng được ngư vương đã đi xa thì sờ râu cười bảo. Con ngư vương này đã thành tinh từ lâu, nếu để ông ta câu, chắc nó vừa cắn câu một nửa sẽ lập tức trốn xa. Để Lâm Nhất thử một lần cũng vì ngư vương khinh thường hắn, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Bây giờ xem ra vẫn không thể thực hiện được. Vậy sao, thế thì tiểu tử ta đây sẽ đền cho Thập Tam gia một con ngư vương. Lâm Nhất nhếch môi, nở nụ cười thản nhiên. Hắn nhấc cần câu lên cao, dây câu mắc mồi chui ra khỏi mặt nước, dừng ở giữa không trung. Khi Thập Tam gia đang nghi hoặc, dưới nước cuộn trào, ngư vương đuổi theo như tia chớp, cắn về phía mồi câu với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Con cá xảo trá này. Thập Tam gia vỗ mạnh vào đùi, tức giận mắng. Thì ra con ngư vương này vẫn chưa bỏ lòng gian, hoàn toàn chưa từng có ý định từ bỏ con mồi cuối cùng này, chẳng qua nó đã sớm biết Lâm Nhất sẽ bùng nổ ngay lúc mồi câu bị ăn xong. Vậy nên nó cố tình bày binh bố trận, đợi khi chỉ còn một ít mồi thì lặng lẽ rút lui. Giả vờ như đã trốn xa, chờ Lâm Nhất thả lỏng rồi lao ra như một tia chớp, tha con mồi này đi. Không ngờ thiếu niên này đã có tính toán trước. Khi ngư vương sắp nhảy ra khỏi mặt nước, Lâm Nhất nhướng mày, cần câu như kiếm, kiếm đi theo người. Hắn thu tay về, bật nhảy lên cao rồi xoay tròn giữa không trung. Ngay lúc Lâm Nhất xoay tròn, quần áo bay phần phật, tóc dài tung bay, kiếm ý đã thủ thế chờ sẵn lập tức bùng nổ. Ầm ầm. Chương 1394 bây giờ cả người cá tuyết long đều là bảo vật. Trên mặt hồ tĩnh lặng lập tức nổi sóng, sóng lớn chập trùng, cuồn cuộn và dữ dội. Khi hắn đáp xuống, kiếm ý toàn thân đã đạt tới đỉnh phong, sau lưng có 18 cột nước phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã đâm thủng hư không, hắn nhìn cái miệng há to của ngư vương đang tới gần. Đi chết đi. Chiếc cần câu trong tay đâm tới như kiếm, đâm vào cổ họng, bộ phận yếu nhất của ngư vương theo ánh mắt như điện. Cần câu xuyên thân. Một đòn chí mạng, một kiếm ngư long múa. Cột nước chọc trời biến thành mưa rào tầm tã, rơi xuống theo cuồng phong. Chiếc thuyền đánh cá nhấp nhô trên sóng. Thiếu niên cầm cần câu đứng trên mũi thuyền, trên cần câu treo một con ngư vương đáng sợ như rồng. Thập Tam gia, ta đã câu được ngư vương rồi. Trong mưa gió, Lâm Nhất ngoảnh đầu lại nhìn Thập Tam gia với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Thập Tam gia ngẩn ra một lúc mới bật cười, tiểu tử này, được, lão phu phục ngươi đấy, ha ha ha. Lời này nghe không giống như một người tiền bối.
nhưng nó lại phù hợp với ý muốn ban đầu của ông ta, bởi vì do ông ta khiêu khích Lâm Nhất, bây giờ hắn đã câu được cá, ông ta chỉ biết nói một chữ, phục. Đi. Thập Tam gia liên tục cười to, vô cùng vui vẻ, tay phải đột nhiên vỗ một cái vào hư không. Ầm. Dưới một chưởng này, thuyền đánh cá bay lên không trung, tựa như một mũi tên xuyên qua màn mưa phùn. Thoáng chốc đã bay xa mười mấy dặm rồi dừng lại bên bờ. Người Lâm Nhất khẽ run rẩy, hắn cầm cần câu, suýt chút ngã xuống. Thập Tam gia lại cười to, xúc sinh này cứ giao cho ta xử lý, nuôi 10 năm, cũng đã đến lúc làm thịt rồi. Dứt lời, ngư vương cá tuyết long lập tức rơi vào tay Thập Tam gia. Bây giờ cả người cá tuyết long đều là bảo vật. Vảy cá có thể dùng để luyện chế chiến giáp, xương cá có thể dùng để pha rượu, thịt cá có thể dùng để bồi bổ thân thể tăng cường huyết khí, sừng rồng trên đầu có thể dùng để chế tạo cốt binh, nhưng thứ có giá trị nhất chính là hai con ngươi và yêu đan của ngư vương này. Theo cách nói của Thập Tam gia, ngư vương này đã có long tính, đôi mắt có thể miễn cưỡng gọi là mắt rồng. Còn về yêu đan thì càng không cần phải nói nhiều. 10 năm qua, yêu đan tử phủ nó đã nuốt nhiều không đếm xuể, cho nên yêu đan của nó không biết đã được tinh luyện đến mức nào rồi. Chương 1395 sao không có chút sát khí nào thế? Hơn nữa cá tuyết long vốn là thứ rất bổ dưỡng, cực kỳ quý giá và hiếm có. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, bỗng chợt nghĩ đến điều gì, hắn bật cười. Thập Tam gia đang bận xử lý xác cá nhìn thấy thế thì trừng mắt, tiểu tử, cười gì đấy? Ta nhớ tới một chuyện, cảm thấy Thập Tam gia rất giống một vị tiền bối. Giống ai cơ? Các chủ của kiếm các, ông ấy ngắm hoa 10 năm, cuối cùng lại chém bằng một kiếm, Thập Tam gia nuôi cá 10 năm, cuối cùng cũng giết nó, nghĩ lại thì thấy giống thật. Lâm Nhất còn chưa nói một câu, tính cách của hai người đều rất quái gở. Nói chuyện đều cực kỳ khó nghe, không hề nể nang ai, khó mà sống chung với người khác. Nhưng sâu trong nội tâm hai người đều là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Đơn thuần hơn mấy ông lão nham hiểm nhiều. Ta giống ông ta. Đầu tiên Thập Tam gia hơi sửng sốt, sau đó cười nói, một vài lúc thật sự rất giống, nhưng lần sau đừng nhắc tới ông già này trước mặt ta. Được rồi, cho ngươi cái này, ta thấy bây giờ ngươi cũng cùng đường rồi, trên người không có tài nguyên gì cả đúng không? Nói xong, Thập Tam gia ném một viên yêu đan tới. Vụt. Tuy nói là yêu đan, nhưng lại không có chút yêu khí nào cả, yêu đan trong suốt, sáng chói cả mắt, tản ra khí thông linh. Hoàn toàn không có chút sát khí nào, khiến người ta rất ngạc nhiên. Nhưng vào lúc yêu đan rơi vào lòng bàn tay thì chợt trở nên nặng nề, linh khí trong đó hùng hậu và tràn đầy tựa như núi. Lâm Nhất ngạc nhiên nói, sao không có chút sát khí nào thế? Thập Tam gia lạnh lùng nói, đó là đương nhiên, tuy cá tuyết long là thú, nhưng cũng là vật thông linh. Yêu đan từng tinh luyện của nó có thể luyện hóa hoàn toàn tạp chất, chỉ còn lại tinh hoa nhật nguyệt tinh thuần nhất thế gian. Thập Tam gia, đây là cá ông nuôi cho mình sao? Thứ nhỏ bé này ta còn xem thường ấy chứ, nhưng ngươi cũng đừng vội luyện hóa, đi theo ta. Thập Tam gia tỏ vẻ khinh thường, nói xong, ông ta đi vào sâu trong rừng táng kiếm. Lâm Nhất thầm thấy nghi ngờ, sau khi cất yêu đan của ngư long đi thì đuổi theo ông ta. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới trung tâm của rừng táng kiếm, cũng là nơi hắn từng lĩnh ngộ kiếm ý. Sâu trong rừng trúc tràn đầy sát khí, trong gió còn ẩn chứa kiếm ý sắc bén. Chỉ cần gió thổi cỏ lay, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể giết người. Chương 1396 bên trong chính là táng kiếm đồ ư. Chắc trong lòng ngươi cũng không biết kiếm ý bán bộ tiên thiên của mình chênh lệch với kiếm ý tiên thiên chân chính ở đâu đúng không? Thập Tam gia đưa lưng về phía Lâm Nhất, thản nhiên nói. Lâm Nhất sửng sốt, đây thật sự là điều hắn nghi ngờ. Trước mắt kiếm ý bán bộ tiên thiên của hắn và kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh cũng không chênh lệch gì lắm. Nhưng lại khác nhau như một thùng nước và một thùng nước đá vậy. Chênh lệch ở đâu? Lâm Nhất hơi nôn nóng hỏi. Ngươi phải tìm được thanh kiếm thuộc về mình, theo cách giải thích của Phật môn là phải tìm thấy bản thân. Thập Tam gia xoay người,
nhẹ giọng nói, Long Hổ Quyền và Thủy Nguyệt Kiếm Pháp ngươi đang học bây giờ đều do người đời trước sáng tạo, dù ngươi tu luyện đến cảnh giới gì thì suy cho cùng nó vẫn là của người khác. Dù là hóa cảnh cũng chỉ là thay đổi để bản thân sử dụng, chứ không phải là của mình. Lâm Nhất như hiểu ra, trầm ngâm nói, ý thập tam gia là ta phải tự nghĩ ra kiếm thuộc về mình sao? Có thể tự nghĩ ra là tốt nhất, nhưng dù không thể, chỉ cần có thể thấy rõ mình là một thanh kiếm thế nào thì sẽ không cách kiếm ý tiên thiên quá xa nữa. Thập tam gia thản nhiên nói, với ngộ tính của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện đến bước này, nhưng muốn lĩnh ngộ trước tử phủ thì nhất định phải mạo hiểm. Với cảnh giới của ngươi bây giờ, muốn tiếp tục đi tiếp trong long môn tranh tài thì sẽ chết chắc. Nếu đã định sẵn sẽ chết, không bằng đi vào táng kiếm đồ của ta một lần trước đi. Táng kiếm đồ. Đúng thế, bây giờ hai chúng ta đều ở trong rừng táng kiếm, bí cảnh này vốn chính là một bức tranh. Năm đó khi sư tổ kiếm vô danh của kiếm các lập ra Lăng Tiêu kiếm các có để lại hai bức tranh, một là thiên kiếm đồ, hai là táng kiếm đồ. Thập tam gia lạnh lùng nói, táng kiếm đồ, tranh như tên, táng kiếm cũng táng người, chỉ cần sơ suất một chút sẽ chết ở bên trong. Giác. Thập tam gia làm ra một thủ ấn huyền diệu, trong rừng táng kiếm có gió mạnh nổi lên, sắc trời tối lại. Một khe hở không gian vặn vẹo kèm theo cuồng phong xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Khe hở không gian như thông đến lối vào của một thế giới thần bí, luôn có tia điện xẹt qua bên trong, phát ra tiếng kiếm ý chói tai, truyền tới từ lối vào thế giới kia. Bên trong chính là táng kiếm đồ ư. Lâm Nhất nhìn khe hở vặn vẹo, cảm nhận làn sóng đáng sợ truyền tới từ bên trong, nét mặt dần trở nên nặng nề. So với thiên kiếm đồ, hơi thở trong táng kiếm đồ càng khiến người ta sợ hãi hơn. Dường như thập tam gia biết ta sẽ không từ chối. Lâm Nhất nhẹ giọng nói. Tiểu tử ngươi mang trên lưng nhiều thù hận như thể, còn lựa chọn nào khác sao? Đúng. Hắn thật sự không còn sự lựa chọn nào khác cả. Lâm Nhất nhớ tới yêu đan ngư long khi nãy, dường như hắn đã hiểu ra điều gì, bèn cất lời, viên yêu đan khi nãy. Chương 1397 đùng đoàng. Ở nơi sâu trong cơ thể hắn có một viên yêu đan với linh khí thuần khiết dày như núi chỉ có kích thước bằng móng tay út. Nhưng viên yêu đan nhỏ chừng móng tay út trong cơ thể hắn lại rất đáng sợ, nó bắn ra cả nghìn tia sáng. Lâm Nhất đã đánh giá thấp độ đáng sợ của viên yêu đan này, viên đan được thập tam gia ở cảnh giới tử phủ nuôi dưỡng 10 năm, linh khí luyện hóa từ ngư vương đã đạt đến trình độ khiến hắn phải kinh ngạc, nó dày đặc mà ngưng tụ, tinh khiết mà cô đọng. Giữa lúc này, trên bầu trời có huyết vân cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, tầng mây do kiếm ý hóa thành không ngừng phát ra âm thanh như đang ấp ủ thứ gì đó. Khí tức đáng sợ tràn ngập đất trời. Không có một tia sét nào trong không gian tối tăm. Ngoại trừ sự cáu kỉnh cuồng bạo, toàn bộ không gian không có một tiếng động nào, yên lặng khiến người ta cảm thấy quái dị. Một luồng áp bức đang lan tràn khắp không gian nhỏ bé này trước khi bão táp ập đến. Lâm Nhất ở trên bệ đá mang vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, lông tơ trên người dựng đứng. Bỗng nhiên cảm nhận được sự hoảng sợ khó hiểu, hắn có dự cảm nếu như không thể thăng cấp kiếm quyết lên tầng thứ 9. Thì tiếp theo sẽ lập tức phải đón nhận sấm sét bùng nổ, hắn sẽ bị chôn vùi, tan thành mây khói ngay lập tức. Lâm Nhất bị ánh sáng bao phủ hoàn toàn, trong lòng cảm thấy căng thẳng trước nay chưa từng có, Tử Diên kiếm quyết không ngừng xoay chuyển, điên cuồng luyện hóa yêu đan ngư long. Chỉ cần luyện hóa được yêu đan, nâng cao kiếm quyết trước khi sấm sét giáng xuống thì mới có hy vọng ngăn được nó. Đột nhiên. Lâm Nhất cảm nhận được hoa Tử Diên trong đan điền rung lên. 72 cánh hoa rung lên như những thanh kiếm sắc bén, bộc phát ra kiếm ý hung bạo, luyện hóa yêu đan rực rỡ chói mắt trong cơ thể bằng phương thức thô bạo như một kẻ cướp. Dường như nó cũng có ý thức, cảm nhận được nguy hiểm cận kề và nó có vẻ rất lo lắng. Viên yêu đan nhỏ bằng móng tay nhanh chóng bị nuốt chừng từng chút một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những tia sáng bao phủ trên người hắn cũng không ngừng thu về và ngưng luyện. Đùng đoàng. Giữa bầu trời, huyết vân được hình thành từ kiếm ý đang cuồn cuộn dữ dội, phát ra tiếng nổ ầm ầm khiến cảm giác áp bức ngột ngạt lại tăng lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hắn như đang chạy đua với thần chết, sau lưng có một con quỷ vô hình đang đuổi theo.
Lòng Lâm Nhất lo lắng, ở giữa ranh giới sinh tử, mọi suy nghĩ lung tung đều tan biến. Phút. Khi ánh sáng cuối cùng của viên yêu đan bị Hoa Tử Diên nuốt chửng, tim Lâm Nhất lập tức vọt lên, hắn cảm giác tứ chi bách hải hiện lên từng tia sáng chói mắt, giống như hạt mưa rơi ào ào xuống Hoa Tử Diên, giống như thiêu thân bất chấp tất cả để lao vào lửa. Khi tất cả ánh sáng đều rơi trên Hoa Tử Diên, tim Lâm Nhất chợt đập mạnh. Hắn nhìn thấy Hoa Tử Diên như kết tinh từ băng chợt tan vỡ, sau đó ngưng tụ, biến hóa không ngừng. Không lâu sau, một đóa Hoa Tử Diên mới tỉnh lại ngưng tụ và hình thành trong cơ thể hắn. Hoa Tử Diên mới này như kết tinh từ băng màu tím, mỏng hơn lúc trước rất nhiều, ngoài ra trong mỗi lòng cánh hoa đều có một đường máu rất mảnh, nhìn như có sự sống. Chương 1398 thì ra là vậy. Đầu Lâm Nhất như muốn nổ tung, hắn không thể diễn tả được cảm giác của mình khi nhìn thấy bông hoa này. Nếu dùng một từ để nói thì đó là yêu. Yểu điệu mà cao quý tựa như vua của các loài hoa, ngạo nghễ nhìn xuống thế gian. Khi tất cả 72 cánh hoa mở ra, một âm thanh cổ xưa như xuyên qua thời không, cô đọng lại sự thăng trầm của năm tháng và hóa thành ý niệm bí ẩn khó hiểu, rung động không ngừng trong tâm trí hắn. Trong đầu hắn hiện lên một bức tranh hùng vĩ bao la, một ông lão mặc áo tím với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện nhìn về tứ phía. Ông ta đứng trên trời, tay cầm thanh kiếm đặt trước người, hai ngón tay bên tay trái khép lại, lướt một đường từ cuối thân kiếm đến mũi kiếm. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Khi hai ngón tay bên trái khép lại lướt qua mũi kiếm, trên người ông lão áo tím phát ra kiếm ấn thần bí, kiếm ý đáng sợ bộc phát ra từ khắp cơ thể ông ta, sau lưng ông ta đột nhiên nở ra một đóa hoa tử diên to lớn như bây giờ. Khoảnh khắc hoa tử diên nở ra, khuấy động phong vấn khắp bầu trời. Trên bầu trời hình thành một vòng xoáy cực lớn và đáng sợ, dường như không phải mây bị hút vào mà là cả thế giới. Ông lão áo tím vung kiếm qua, những bóng ma màu đen lao về phía hắn trong tích tắc, thoáng chốc tất cả đều bị hóa thành hư vô. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Lâm Nhất chấn động, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, ông lão áo tím hiện lên trong đầu hắn chắc chắn là Tử Diên kiếm thánh nổi danh lẫy lừng năm xưa. Mỗi một động tác của ông ta đều được tái hiện liên tục trong đầu hắn. Thì ra là vậy. Hắn chợt hiểu ra kiếm ấn mà ông lão áo tím tế ra thực chất chính là một thoáng phồn hoa mà hắn đã nắm vững trước đó. Chỉ là nếu thi triển một thoáng phồn hoa sẽ hao kiệt chân nguyên. Chỉ có thể dùng khi liều mạng với người khác, hơn nữa đặt cược quá lớn, nếu không giết được đối thủ thì mình sẽ chết. Nhưng sau khi kiếm quyết thăng lên đến tầng 9, chỉ cần tế ra kiếm ấn thì một ý niệm là hoa sẽ nở. Hắn bắt đầu nhẩm tính trong lòng, phỏng theo kiếm ấn bí ẩn mà Tử Diên kiếm thánh tế ra, một làn sóng huyền bí lan rộng. Trên bệ đá cổ, từ người Lâm Nhất tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt tựa như những cánh hoa. Bùm! Đột nhiên một tiếng gầm rú đầy máu tanh và sát khí nổ ra giữa đất trời, huyết vân vô biên phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Sau khi huyết vân cuộn trào dữ dội thì biến thành một bóng ảnh màu máu tựa như ma thần. Trong tay cầm kiếm quang dài tới 100 mét chém mạnh về bệ đá Lâm Nhất đang ngồi. Rầm rầm rầm, kiếm quang đi qua nơi nào đều bị phá hủy, từng bệ đá cổ này đến bệ đá cổ khác lập tức bị chém thành bột mịn ngay tại chỗ. Có một bệ đá đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, ở trước kiếm quang này chỉ như một tờ giấy vụn, không chịu nổi một đòn. Lâm Nhất mở mắt, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn chợt có sự thay đổi lớn. Chương 1399 lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Bóng ảnh màu máu như một ngọn núi, kiếm quang của nó phóng xuống như sấm sét, tựa như có thể quét sạch mọi thứ. Lâm Nhất ở trên bệ đá trông rất nhỏ bé khi đứng trước kiếm quang này. Đáng ghét thật. Lâm Nhất không có thời gian để nghĩ nhiều, hắn vung tay xuất chiêu. Kiếm táng hoa còn chưa đáp xuống bệ đá đã hóa thành một luồng sáng, rơi vào trong tay hắn. Vù vù. Kiếm quang mang theo cuồng phong, thổi vù vù vào thanh sam trên người Lâm Nhất, mái tóc dài tán loạn, tung bay theo gió ở phía sau lưng. Nhưng nói ra cũng lạ, rõ ràng ở ranh giới sinh tử nhưng lúc cầm vào chuôi kiếm của kiếm táng hoa. Trong lòng Lâm Nhất lại trở nên tĩnh lặng.
Người bạn cũ, ta lại phải làm phiền ngươi rồi. Một người một kiếm trải qua quá nhiều sinh tử, cả hai đã sớm tâm đầu ý hợp. Không cần phải nhiều lời, thân kiếm ngân vang, kiếm táng hoa đã thể hiện rõ thái độ của mình. Khóe miệng Lâm Nhất hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên mặt thiếu niên dần tắt, thay vào đó là lòng hướng kiếm và khí phách không sợ sinh tử. Không, Lâm Nhất ta sẽ không chết ở đây. Mắt thấy kiếm quang màu máu đã sắp quét sạch mọi thứ phía trước rồi rơi xuống đầu. Lâm Nhất nhướng mày, tay phải cầm kiếm đặt trước mặt, hai ngón tay trái khép lại, đặt hờ trên thân kiếm vuốt về phía trước. Tách tách tách. Ngón tay khép lại chầm chầm lướt qua, hoa tử diên ở đan điền dần nở ra từng bông một. Khi ngón tay hắn lướt qua mũi kiếm, 72 cánh hoa đã nở rộ toàn bộ, kiếm thế không gì địch nổi bộc phát ra từ cơ thể Lâm Nhất. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Một đóa hoa tử diên khổng lồ chợt nở rộ trên đỉnh đầu Lâm Nhất, khuấy động phong vân trên trời, hai tay hắn cầm kiếm chặn kiếm quang màu máu đang giáng xuống này. Ầm. Có tiếng động lớn vang lên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, Lâm Nhất nhìn như nhỏ bé nhưng đã ngăn được tia kiếm quang này. Mặt đất ầm ầm run rẩy không ngừng, khóe miệng Lâm Nhất trào máu, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Bệ đá dưới chân xuất hiện từng vết nứt, nhìn như sắp sụp đổ. Cút! Lâm Nhất cắn răng nghiến lợi, dùng hết sức hét lên, cầm kiếm hất văng kiếm quang màu máu này. Rầm! Tranh thủ trong chốc lát, hắn giẫm một phát lên bệ đá cổ rồi lao ra nhanh như chớp. Ầm! Kiếm quang màu máu không còn bị cản trở, chém thẳng xuống đất, vẽ ra một khe hở lớn không thể nhìn thấy đáy. Chương 1400 tính cho ta một phần với. Lâm Nhất nửa ngồi xổm trên một bệ đá khác, toàn thân yếu ớt, há miệng thở dốc. Tóc hắn rối bù, mũi, mắt, tai đều chảy máu, miễn cưỡng ngăn lại một kiếm đó khiến hắn bị thương khá nặng. Nhưng khóe miệng thiếu niên lại nhếch lên ý cười quật cường. Cuối cùng hắn cũng sống sót. Trong rừng táng kiếm, trong mắt Thập Tam gia và ông lão béo đang ăn cá đều lóe lên những tia sáng khác lạ. Một lát sau, Thập Tam gia vuốt râu cười bảo, tiểu tử này sống dai thật. Ông lão béo uống một ngụm hàn đàm hương lộ nhỏ, cười tiếp lời, hờ hờ, chống lại trời, đầy dẫy hài cốt, vô tận đoạn kiếm trong táng kiếm đồ cũng không khiến tiểu tử này sợ hãi rút lui, đúng là sống dai thật. Cá tuyết long đầy ắp trong nồi đã bị hai người ăn hết 1/3, nhưng thịt má chứa đựng toàn bộ tinh hóa của cá tuyết long thì vẫn chưa bị động vào. Cả hai đều theo dõi đối phương sát sao, ai dám động đến là lập tức rút kiếm, không đúng, là dùng đũa. Cách đó không xa, ngựa huyết long đáng thương nằm bò trên đất nhìn cá tuyết long trong nồi. Nước miếng chảy ròng ròng trên đất, đôi mắt đầy sương mù, thật sự là dáng vẻ tủi thân chưa từng có. Ăn cá à, tính cho ta một phần với. Nửa khắc sau, Lâm Nhất toàn thân chật vật nhưng lại cười thật tươi bước ra. Hai ông lão không ngờ Lâm Nhất lại ra sớm như vậy, còn chưa phản ứng lại đã thấy hắn cầm đũa lên gắp phần thịt má trong nồi. Đã quá, Tiểu Hồng, người cũng tới ăn đi này. Khoảnh khắc thịt má được đưa vào miệng, mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn chưa bao giờ được ăn ngon thế này, niềm vui tràn trề, dư vị bất tận, vết thương đau đớn trên người cũng đỡ hơn rất nhiều. Ngựa huyết long đang ngẩng đầu mong ngóng nhìn hắn. Lâm Nhất nở nụ cười. Cầm cả nồi đứng dậy. Dừng lại. Thập Tam gia và ông lão béo lập tức đen mặt, đứng dậy quát lớn. Nhưng 2/3 số cá tuyết long còn lại, cả thịt và nước đều đã bị ngựa huyết long nuốt ực. Ừng ực. Hai ông lão ngẩng đầu nhìn, ngựa huyết long hơi nheo mắt, cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy lan ra khắp người, nó nhe hai hàm răng cửa nở nụ cười kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ này của ngựa huyết long, hai ông lão tức đến mức râu rung lên bần bật. Thịt má là phần tinh túy nhất của cá tuyết long, bị Lâm Nhất ăn mất thì cũng thôi, bây giờ hơn nửa nồi cá tuyết long cả nước lẫn thịt đều đã bị ngựa huyết long ăn mất. Thứ ngốc này, có phải ngươi định ăn luôn cả nồi không? Nhìn ngựa huyết long ăn ngấu ăn nghiến, lại nhìn nồi sắt trống rỗng, Lâm Nhất cười bất lực. Hự! Lâm Nhất vừa đặt nồi xuống, đột nhiên toàn thân nóng ran khó chịu, khí huyết cuộn trào.
vết thương trong người đang hồi phục điên cuồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tu vi huyền võ sơ kỳ tầng thứ 10 đã hoàn toàn ổn định trong khoảng thời gian ngắn. Chương 1401 đánh một quyền. Nhưng thực sự là nóng không chịu nổi, cơ thể như bốc hỏa, nhìn thấy vỏ rượu trên đất, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Dừng tay. Ông lão béo biến sắc, vội hô dừng lại. Nhưng Lâm Nhất đâu có quan tâm nhiều như vậy, hắn cầm lên rót ừng ực vào cổ họng, một dòng nước mát lạnh thấm đẫm trong cơ thể. Toàn thân hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm, bất giác cười mừng rỡ. Đặt vò rượu rỗng xuống, khuôn mặt tái nhợt của hắn thoáng chốc trở nên hồng hào, có cảm giác tinh thần sảng khoái. Lâm Nhất nở nụ cười thỏa mãn, cười hi hi hỏi, thập tam gia, đây là rượu gì vậy? Cho ta một vò nữa đi. Thập tam gia vuốt râu, cười đáp, thêm một vò nữa hả? Ngươi không thấy ông lão nào đó sắp ói ra máu rồi à? Ha ha ha. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, dè dặt quay lại nhìn thì thấy sắc mặt ông lão béo đã hoàn toàn biến thành màu đen. Đưa đây. Ông lão béo không khách sáo giật vò rượu lại, chỉ thấy vò rượu trống rỗng chẳng còn sót lại một giọt nào. Các chủ, xin lỗi nhé, lần sau có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngài 10 vò. Lâm Nhất cảm thấy có chút không đúng, cười bẽn lẽn nói. Lão phu mất 10 năm mới ủ được một vò hàn đàm hương lộ này, người lấy cái gì để đền? Ông lão béo tức không biết phải làm sao, bực bội nói. Đủ rồi, một vò rượu thôi mà, có gì mà to tát? Tiểu Lâm tử, bây giờ ngươi đánh một quyền xem nào. Thập tam ra quát một câu, sau đó cười tâu tuét quay sang nói với Lâm Nhất. Đánh một quyền. Lâm Nhất thoáng ngẩn ra, siết chặt năm ngón tay. Chân nguyên khắp người lập tức sôi sục sau đó nện một quyền vào không khí. Quỳnh! Trong rừng táng kiếm bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời, nơi mà quyền mang chạm đến, từng gốc trúc vốn đã bị gãy đôi ngay lập tức bị đánh bật cả rễ, sau đó, bị quyền mang nghiền nát thành bột mịn rồi theo gió cuốn đi. Huyền võ tầng thứ 10 trung kỳ, sao có thể? Lâm Nhất giật mình ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng bất ngờ trước uy lực của một quyền này. Vừa rồi hắn mới thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 10, mới ăn một miếng thịt, uống một vò rượu mà tu vi đã thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 10 hậu kỳ, loại cảm giác này giống như một giấc mơ, quả thực khó mà tin nổi. Ha ha, sao mà không thể? Ông lão béo xa sầm mặt, lạnh lùng hừ một tiếng nói, thịt má là phần thịt tinh hoa nhất trên người cá tuyết long, lão phu mất 10 năm vất vả mới ủ được một vò hàn đàm hương lộ đều bị tên nhóc nhà ngươi ăn uống hết rồi. Có cái gì mà không thể? Những thứ này đủ sức để sánh với 5 năm khổ tu của người khác đấy. Đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ đi đã. Trong táng kiếm đồ chắc là ngươi đã phải trải qua thập tử nhất sinh, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi rồi. Vẻ mặt của thập tam gia ôn hòa cười khẽ nói. Ngủ, ngủ cái gì? Lâm Nhất còn chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được cơn say ập đến sau đó mơ màng từ từ ngã xuống. Chương 1402 ông cảm thấy có thể không? Ánh trăng thưa thớt, đêm dần về khuya, những vì sao lấp lánh trên bầu trời tỏa ánh sáng dịu dịu lên người thiếu niên đang say ngủ. Thập tam gia và ông lão béo nhìn thiếu niên đang ngủ say mà vẻ mặt cũng dần trở nên dịu dàng và ôn hòa. Nói cho cùng vẫn chỉ là một thiếu niên. Sau long môn tranh tài, ta và ông đều phải rời đi. Nếu trước khi rời đi mà có thể nhìn thấy thằng nhóc này kim bảng đề danh thì thực sự là không còn gì phải hối tiếc nữa rồi. Trên gương mặt hẳn rõ dấu vết năm tháng sương gió của thập tam gia lộ vẻ kỳ vọng, bây giờ đây đang vô cùng thư thái. Ông cảm thấy có thể không? Ông lão béo tùy ý kiếm một tảng đá ngồi xuống, nhìn người thiếu niên, khẽ giọng hỏi. Ai biết được chứ, ít nhất, hắn xuất sắc hơn nhiều so với ta và ông năm đó. Cho dù hắn có miễn cưỡng lấy được hạng nhất, ta e là một số người cũng chưa chắc đã chịu ngừng tay, đám người này còn dám giết cả Hân Tuyệt. So với thập tam gia, sắc mặt của ông lão béo lại khá nghiêm trọng. Vậy sao, vậy đến lúc đó cũng đừng trách lão già này lật mặt. Đôi mắt đục ngầu của thập tam gia thoáng qua hàn quang khiếp người. Sáng sớm của ngày tiếp theo, Lâm Nhất tỉnh lại, tinh khí đã khôi phục lại đỉnh phong. Tay dắt huyết long mã đến chào tạm biệt hai ông lão. Long môn tranh tài,
cuộc thi đấu giữa các tổ với nhau sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay. Trời còn chưa sáng, từ bốn phía xung quanh quảng trường Long Môn đã có vô số bóng người đang tiến vào. Mà trong một khách điếm tên Nhàn Vân Lâu cách đó không xa cũng có rất nhiều bóng người đang tập trung, ngoại trừ đệ tử tông môn ra còn có không ít tán tu cũng tới đây nghe ngóng hóng hớt. Nổi tiếng như vậy, ngoại trừ nguyên nhân vì nơi đây có tầm nhìn quan sát trận đấu đẹp nhất ra thì còn một nguyên nhân khác chính là nơi đặt cược. Không sai, đó chính là canh bạc do Vạn Bảo Các và Thương Hội kết hợp với nhau mở ra, nơi đặt cược đặt ngay tại Nhàn Vân Lâu. Bây giờ, ở chính giữa đại điện tầng 1 của Nhàn Vân Lâu đang đặt một chiếc bàn đá cực lớn, trên mặt bàn còn điêu khắc rất nhiều hình chim thú rất tinh tế, đồng thời được điểm xuyết bởi những viên dị bảo quý giá khiến nó trông có vẻ cực kỳ đắt đỏ. Trên mặt bàn, có danh sách từng người thi đấu với nhau, đây chính là vòng quyết đấu của 32 tuyển thủ thi đấu khác tổ với nhau. Nếu ngươi cho rằng người nào sẽ thắng thì chỉ việc đặt cược ngay tại đó. Ngoài ra, còn có đặt cược dự đoán vòng loại 8 người, 3 người đứng đầu và người đứng đầu. Tỷ lệ trả thưởng của Đại Hoàng tử Tần Vũ thế mà càng lúc càng thấp, xem ra Vạn Bảo Các và những thương hội khác đều cho rằng hắn ta sẽ thắng được công tử Quan Sơn của Thần Sách Doanh. Đúng đó, tỷ lệ trả thưởng của công tử Quan Sơn bên Thần Sách Doanh là 1-2, kết quả sau khi gặp phải công tử Tần Vũ liền tăng vọt thành 1-4. Ngươi nói có đáng sợ không, tỷ lệ trả thưởng của người đứng đầu còn cao hơn nữa, hẳn là 1-6. Bất kể lúc nào, chỉ cần Lưu Thương từ bỏ quyền tham gia thì người nổi bật nhất của Long Môn tranh tài lần này sẽ luôn là Đại Hoàng tử Tần Vũ. Cho dù gặp phải công tử Quan Sơn cùng là một trong tâm công tử thì tỷ lệ trả cược cũng không hề tăng, mức độ nổi tiếng vẫn luôn cao như vậy. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có một số người lựa chọn đặt cược cho công tử Quan Sơn. Trong mắt bọn họ, công tử Quan Sơn thân là nhân tài xuất chúng được Thần Sách Doanh đặc biệt bồi dưỡng thì chưa chắc đã không có sức mạnh để đối đầu với Tần Vũ L. Chương 1403 cược hết luôn. Huống hồ, tỷ lệ trả thưởng của hắn ta còn cao như vậy, một khi chiến thắng thì sẽ trở thành bên ít được đặt cược nhất. Còn lại là Bạch Lê Hiên đấu với Tả Vân, công tử Nham Tâm đấu với Đường Nguyên nổi tiếng không kém, số lượng linh ngọc đặt cược càng lúc càng tăng vọt. Mắt thấy Long Môn tranh tài chuẩn bị bắt đầu. Số người đến đặt cược càng lúc càng nhiều, bọn họ đều muốn tranh thủ vào lúc cuối cùng này để đặt cược. Tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất đấu với công tử Dạ lại là 1:10, thập là thập tử nhất sinh, Vạn Bảo Các cảm thấy Lâm Nhất chắc chắn sẽ phải chết sao. Ha ha, tỷ lệ trả cược này thú vị đấy. Lâm Nhất trong tổ của mình cũng coi như có biểu hiện xuất sắc, một đường càn quét đến đây. Vốn tỷ lệ trả thưởng đã thấp đi không ít. Nhưng không ngờ sau khi gặp phải công tử Dạ thì tỷ lệ của hắn lại tăng vọt lần nữa, nói đến cũng kỳ. Nhìn tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất và công tử Dạ trên mặt bàn, tất cả mọi người đều xì xào bàn luận. Long Môn tranh tài lần này, Lâm Nhất được mọi người cực kỳ quan tâm, biểu hiện của hắn cũng coi như không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Trận đầu tiên, một kiếm chém chết Lạc Dư Hàng. Sau đó dùng Long Hổ quyền càn quét, đánh bại Thông Nguyên, tiếp nữa lật ngược tình thế trong hiểm cảnh, đại thắng Ngô Mạc Hàn được coi là hắc mã của Hỗn Nguyên Tông, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đáng tiếc. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, đáng tiếc, khi thi đấu với đối thủ khác tổ thì lại gặp ngay phải công tử Dạ. Ngoài tỷ lệ trả thưởng cho cuộc chiến khác tổ ra, vòng loại 8 người, 3 người đứng đầu. Người hạng nhất ra thì tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất còn thê thảm hơn nữa. Trên mặt bàn, hắn và công tử Quan Sơn cũng được coi như huynh đệ chung hoạn nạn, tỷ lệ trả thưởng của hai người này đều vô cùng thê thảm. Nhưng mà công tử Quan Sơn nếu ở đây thì ít nhất vẫn sẽ cảm thấy có chút an ủi, vì dù gì thì tỷ lệ của hắn có cao đến mức nào đi nữa cũng chỉ đến 1:9. Nhưng Lâm Nhất lại đạt đến hẳn 10, thậm chí trong tỷ lệ trả thưởng cho người hạng nhất. Tỷ lệ của hắn còn phá kỷ lục 10. Cái gọi là khả năng vượt trội thì muốn không được chú ý cũng khó. Đúng vào lúc này, một chiếc bóng tách đám người chắn phía trước ra, đi đến bên cạnh bàn đá sau đó móc ra hơn 100 viên linh ngọc nhị phẩm. Rào. Hơn 100 viên linh ngọc nhị phẩm được coi là một số lượng khá lớn, vì vậy ngay lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Cược hết luôn. Chỉ thấy hắn ta đẩy mạnh một cái,
đem tất cả đống linh ngọc nhị phẩm này đặt cho Lâm Nhất. Ê, huynh đệ, tỷ lệ trả thưởng của Lâm Nhất là 1:10, chắc chắn là sẽ thua đó. Ngươi làm như vậy có khác gì miễn phí tặng linh ngọc cho Vạn Bảo Các đâu. Có người nhìn thấy cảnh này thì lập tức bật cười rồi khuyên bảo, ta khuyên ngươi, vẫn nên cược cho công tử Dạ thì hơn, tỷ lệ trả thưởng mặc dù thấp nhưng ít nhất cũng còn có tiền thắng cược. He he, tiền của tiểu gia thích cược cho ai thì cược. Không cần nói, người thiếu niên này đương nhiên là Lý Vô Ưu, trước đó hắn ta cược nhỏ cũng đã kiếm được một chút vốn liếng. Bây giờ, cuộc tranh tài giữa các tổ khác nhau bắt đầu, đương nhiên hắn ta sẽ không bỏ lỡ. Chương 1404 Công tử Lưu Thương. Hừ, ngu ngốc, lãng phí nhiều linh ngọc như thế, đúng là ngu ngốc thật, ta cược công tử Dạ 100 viên linh ngọc nhị phẩm, Lâm Nhất ắt phải chết. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy thông nguyên của Huyền Thiên Tông xuất hiện. Lấy ra 100 viên linh ngọc, đặt mạnh lên phần đặt cược của công tử Dạ, vẻ mặt nhìn về phía Lý Vô Ưu đầy vẻ châm chọc. Sự xuất hiện của hắn ta trái lại đã gây ra một trận huyên náo không nhỏ. Dù gì hắn ta mặc dù thua Lâm Nhất nhưng cuộc chiến đó cũng đã thể hiện được thực lực mạnh mẽ của mình, lưu lại ấn tượng khá sâu trong lòng mọi người. Nhiều người cảm thấy, nếu như không gặp phải Lâm Nhất thì có lẽ việc hắn ta lọt vào vòng tiếp theo của tổ thứ 8 cũng không có gì bất ngờ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là bại tướng dưới tay ca của ta à, thế nào? Còn chê 3 ngày trước chưa đủ mất thể diện à? Thua thì cũng thua rồi, lại vẫn cố tranh thiệt hơn bằng võ mồm trên đài, sau cùng cũng chỉ thành trò cười. Lý Vô Ưu bật cười một tiếng chế giễu lại. Ta có nói sai sao? Hắn thắng ta thì đã làm sao, gặp phải công tử Dạ thì vẫn khó mà thoát chết thôi. Đáy mắt Thông Nguyên thoáng qua sát ý, lạnh lùng cười nói. Đặt cược Lâm Nhất, 300 viên linh ngọc nhị phẩm. Đúng vào lúc hai người đang giằng co với nhau, bỗng có âm thanh lanh lảnh truyền đến, lại chính là Liễu Nguyệt của Thần Sách Doanh. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo của nàng ta chẳng có chút biểu cảm nào, lấy ra 300 viên linh ngọc nhị phẩm đặt cho Lâm Nhất. Sau đó lại đặt thêm 100 viên linh ngọc nhị phẩm cho công tử Quan Sơn, ngay lập tức, tiền đặt cược cho hai người này tăng vọt lên. Nhất là Lâm Nhất, linh ngọc nhị phẩm đặt cược cho hắn đã lập tức tăng lên thành 400 viên. Đây đã được coi là một con số tương đối lớn, dù gì, đối với một người bình thường mà nói, bọn họ chỉ đặt cược linh ngọc nhất phẩm mà thôi, linh ngọc nhị phẩm vẫn tương đối ít thấy. Cược nhiều như thế, con nhóc nhà ngươi không phải đã thích ca của ta rồi chứ? Lý Vô Ưu nhíu mày, cười hi hi hỏi. Lo chuyện của ngươi trước đi. Liễu Nguyệt trừng mắt lườm đối phương, lạnh giọng nói. Ân oán rắc rối giữa nàng ta và Lâm Nhất ở đế đô này trái lại có khá nhiều người biết đến, Lý Vô Ưu hỏi như vậy quả thực đã khơi lên trí tò mò của rất nhiều người. Đông vui vậy. Trong đám đông bỗng có một người đầu chọc chui ra, đợi sau khi tất cả mọi người nhìn thấy rõ mặt mũi của người nọ thì ai nấy đều ngạc nhiên đến ngây hết cả người. Trên tay hòa thượng đầu chọc cầm một bình rượu, ngũ quan anh Tuấn có chút quá đáng, trên gương mặt treo nụ cười tươi hơn hớn. Nhưng ngay lập tức đã có người nhận ra hắn ta. Công tử Lưu Thương. Đây chính là Lưu Thương, người đứng đầu bảng của Long Môn tranh tài khóa trước, còn trong khóa này bỗng nhiên từ bỏ quyền tham gia một cách thần bí, hắn ta nhấp một ngụm rượu cười nói. Ta cùng đến góp vui vậy. Rắc, cong ngón tay búng một cái, một viên linh ngọc lấp lánh ánh sáng, vô cùng hoàn hảo bay ra từ trong tay hắn. Viên linh ngọc này xuất hiện khiến tất cả mọi người phải giật mình ngạc nhiên, linh ngọc lam phẩm. Chương 1405 đầu bảng. Linh ngọc nhị phẩm đã rất hiếm thấy, nó thường chỉ xuất hiện trong tay những đệ tử của tông môn và con cháu dòng chính của những gia tộc hào môn mà thôi, linh ngọc tam phẩm thì có rất nhiều người cả đời cũng chưa được nhìn thấy một lần. Viên linh ngọc này bay qua ván cược của Lâm Nhất và công tử Dạ, bay qua vòng loại 8 người, bay qua 3 người đứng đầu. Cuối cùng nặng nề rơi xuống ván cược vị trí đầu bảng. Đầu bảng. Đại điện của Nhàn Vân Lâu chật ních người, bỗng vang lên những tiếng hít sâu, công tử Lưu Thương này đúng là tùy hứng. Đến Liễu Nguyệt và Lý Vô Ưu đều không đặt cược cho đầu bảng, thậm chí vòng loại 8 cũng không cược, hắn ta thế mà lại cược một viên linh ngọc tam phẩm cho Lâm Nhất ở ván cược đầu bảng. Thế thì cược đầu bảng đi,
tỷ lệ 1 giờ 10 cũng coi như trăm năm mới thấy một lần. Hai mắt Lưu Thương khẽ híp lại cười nhẹ nói. Đế đô Hoàng Thành, phân đà của Vân Tiêu Kiếm Các. Trên diễn võ đài dày nặng được bao bởi huyền thiết và lót bằng đá thanh vân, công tử Dạ mặc một bộ đồ đen tuyền, một thanh cổ kiếm, gương mặt anh tuấn lạnh lùng đang lấy một địch ba. Ba người này chính là chấp sự của Vân Tiêu Kiếm Các, trong ba người này tất cả đều là cảnh giới bán bộ tử phủ đỉnh phong, có đủ thực lực ứng chiến với cảnh giới tử phủ. Nếu ba người này liên thủ, phối hợp với nhau thì sẽ dễ dàng giết chết một cao thủ cảnh giới tử phủ. Nhưng dưới kiếm thế của công tử Dạ thì bọn bọ lại có vẻ hơi chật vật, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Huynh huynh huynh. Kiếm thế của hắn ta huy hoàng như vầng mặt trời trên cao, cực kỳ chói lọi nhức mắt. Một kiếm xuất ra, quang mang nổ tung, như thể có một ngôi sao nào đó phát nổ, âm thanh huỳnh huỳnh đinh tai nhức óc. Ba chấp sự cảnh giới bán bộ tử phủ ngay lập tức bị hất bay ra ngoài nôn ra một ngụm máu tươi. Dưới kiếm thế khủng khiếp của công tử Dạ, kiếm thế của ba người này trở nên yếu ớt vô cùng. Ha ha, Lâm Nhất này chắc chắn không ngờ được, kiếm ý của tiểu Dạ đã đạt đến cảnh giới bán bộ tiên thiên từ lâu rồi. Cực quang kiếm pháp trong tay tiểu Dạ đã đạt tới đỉnh phong viên mãn, mặc dù chưa chạm đến hóa cảnh, nhưng lại có ưu thế về phẩm cấp, kết hợp với tu vi của tiểu Dạ thì đủ để nghiền nát hắn rồi. Lấy kiếm quang ngưng tụ thành uy lực sức nổ của tinh tú, sau đó lấy dư âm nhập thể, thằng nhóc kia cho dù có ưu thế nhục thân thì cũng chẳng đáng là gì. Bên ngoài sân, trưởng lão vây xung quanh quan sát trận so tài, khẽ cong môi nở nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn. Ánh nắng đổ xuống, công tử Dạ trên diễn võ trường thu kiếm vào vỏ, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, trên người hắn ta có một luồng ngạo khí anh hào từ trên cao nhìn xuống thiên hạ. View. Đúng vào lúc này, một hắc y nhân che mặt đột nhiên xuất hiện. Sau khi đáp xuống đất, dùng tốc độ nhanh như chớp vỗ mạnh về phía người công tử Dạ. Ầm. Khí tức khủng khiếp bùng ra từ trên người hắc y nhân là uy áp chỉ có cao thủ cảnh giới tử phủ mới có đang ào ào tràn ra. Chương 1406, biết hôm nay là ngày gì không? Tình huống đột ngột xảy ra như vậy khiến rất nhiều người ngạc nhiên hết sức, vội vàng hét lên, cẩn thận. Công tử Dạ mặt chẳng đổi sắc, vào lúc hắc y nhân kia sắp tấn công đến liền lật tay lại tung ra một chưởng. Một luồng uy áp không hề kém so với cảnh giới tử phủ từ trên người hắn ta bung ra, ngưng tụ thành kiếm uy khủng khiếp đồng thời bắn ra. Uỳnh! Hai luồng chưởng mang va chạm mạnh vào nhau trong không trung, mặt sàn dày nặng của diễn võ trường lập tức nứt toác. Âm thanh phát nổ vang lên ầm ầm, vang vọng khắp tám hướng, đinh tai nhức óc. Vẫn chưa xong. Trong lúc công tử Dạ ngước mắt lên, ánh mắt quét ngang qua, trên thiên khung có một đạo kiếm mang ập xuống bao lấy xung quanh người hắn ta, kiếm thế phát tán quanh người thì ngưng tụ thành một đạo kiếm mang thẳng đứng. Khi hai đạo kiếm mang này giao nhau tạo thành kiếm mang hình chữ thập, công tử Dạ quát một tiếng sau đó đẩy kiếm mang này về phía trước. Phụt! Hắc y nhân hự một tiếng bị đánh văng ra ngoài, bản thân công tử Dạ lại như một ngọn núi Thái Sơn, vẫn đứng vững vàng. Lưu quang kiếm quyết của tiểu Dạ đã thăng cấp lên tầng thứ 8 rồi. Trưởng lão đứng bên ngoài mặt mày sung sướng, có chút không thể tin nổi nói. Ha ha ha, hay lắm. Chỉ thấy trưởng lão dẫn đoàn La Hàn của Vân Tiêu Kiếm Các bật cười ha hả đi ra, trầm giọng nói, tiểu Dạ, không hổ là kỳ tài nghìn năm khó gặp của Vân Tiêu Kiếm Các ta, tình huống đột ngột như vậy mà cũng có thể ứng phó được một cách tùy ý như vậy. Hắc y nhân che mặt trên sân diễn võ kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt mà tất cả mọi người đều rất quen thuộc, chắp tay cười nói, chúc mừng tiểu Dạ, Lưu Quang Kiếm Quyết đã thăng cấp tầng thứ 8. Tất cả mọi người lúc này mới hoảng hốt nhận ra, hóa ra đây chỉ là kiểm tra mà thôi, trên mặt ai nấy đều lộ ra ý cười. Có thực lực như vậy, cuộc tranh tài giữa các tổ hôm nay, tiểu Dạ nghiền nát Lâm Nhất sẽ là một việc dễ như trở bàn tay. La Hàn bước nhanh lên trước, trầm giọng nói, biết hôm nay là ngày gì không? Công tử Dạ bình tĩnh đáp, hôm nay là ngày bắt đầu cuộc chiến giữa các tổ khác nhau của Long Môn tranh tài, ta ắt sẽ giết chết Lâm Nhất báo thù cho sư đệ, ta sẽ đáp trả lại hắn gấp trăm lần. Năm đó kiếm vô danh đuổi Vân Tiêu Kiếm Các của chúng ta ra khỏi quận Tần Thiên,
sau đó sáng lập ra tông môn của mình lấy tên là Lăng Tiêu Kiếm Các, ngự trị Vân Tiêu, ức hiếp kiếm các chúng ta nhiều năm. Cục tức này, đã đến lúc chúng ta cần xả ra rồi. La Hàn phẫn nộ nói. Khóe miệng công tử Dạ cong lên lộ ra nụ cười lạnh lùng, hờ hững đáp, nếu hắn biết điều, lên đài nhận thua, ta có lẽ thực sự không làm gì được hắn. Nhưng chỉ cần đã động thủ rồi thì ta sẽ có thể khiến hắn sống không bằng chết, khiến Lăng Tiêu Kiếm Các phải mất hết sạch cả thể diện vì hắn. Chỉ một tên Lâm Nhất tầm thường, tiểu Dạ ngươi không cần nghĩ nhiều, Long Môn tranh tài lần này ngươi có cơ hội rất lớn để tranh được vị trí ba người đứng đầu. Đúng, nếu như may mắn hơn một chút, chưa chắc đã không tranh được vị trí đầu bảng. Chương 1407 Lưu Thương. Những trưởng lão khác nhỏ giọng nói, trong lời nói và giọng điệu hầu như không hề coi Lâm Nhất ra gì, phảng phất như hắn đã là kẻ chết rồi. Đi thôi, nên xuất phát rồi. Lúc này, không chỉ là Vân Tiêu Kiếm Các mà những thế lực khác cũng đều lần lượt chuẩn bị xuất phát tiến về phía quảng trường Long Môn. Nửa canh giờ sau, vị trí khách mời danh dự trên Long Môn chiến đài, các thế lực lớn đang lần lượt tiến vào chỗ ngồi của mình. Bóng dáng của Tần Vương cũng xuất hiện trên ngai vàng Tử Thanh, công chúa Phượng Hoa và đại hoàng tử Tần Vũ ngồi ở hai bên trái phải. 32 đệ tử lọt vào vòng tiếp theo của các tông môn đã có mặt đứng đợi từ lâu. Tần Vương vừa xuất hiện liền thu hút tất cả mọi ánh mắt về phía ông ta. Công chúa Phượng Hoa nhìn thấy Tần Vương liền hướng về phía ông ta gật gật đầu, sau đó đứng dậy bước lên trước nói, quy tắc của cuộc chiến giữa các tổ khác nhau vẫn như cũ, người nào thua thì sẽ bị loại, sau khi tìm được 16 người thắng cuộc thì Thánh Sứ sẽ trực tiếp chủ trì lựa chọn vòng 8 người mạnh nhất, quy tắc cũng do Thánh Sứ quy định. Nghe đến hai chữ Thánh Sứ này khiến mọi người không khỏi rung động trong lòng, ánh mắt ai nấy đều thoáng vẻ khác lạ. Ai cũng biết. Người chủ trì thực sự của Long Môn tranh tài này chính là Thánh Sử với lai lịch thần bí. Người này quyền cao đức trọng, thực lực khủng khiếp, ông ta chính là người ngự trị thực sự của Đế Đô và Tứ Đại Tông Môn. Chẳng qua, chỉ đến khi bước vào vòng 16 người mạnh nhất thì ông ta mới xuất hiện, cũng sẽ không nhúng tay vào ân oán của bất cứ thế lực và cá nhân nào, mà luôn duy trì trạng thái trung lập. Thứ thực sự khiến lòng người dao động là người đứng đầu bảng của Long Môn tranh tài, có thể tùy ý đưa ra một yêu cầu với Thánh Sứ. Chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép và hợp lý thì Thánh Sứ đều có thể đáp ứng, đã từng có người xin một món bảo khí. Thánh Sứ chỉ vung tay liền rút ra hơn 10 thanh bảo khí để đối phương thoải mái lựa chọn. Còn có người muốn xin được cắt đất phong vương trong đế quốc Đại Tần cho lớp thế hệ cha ông trong gia tộc. Ở đế quốc Đại Tần này, lời của ông ta còn có sức mạnh hơn cả Tần Vương. Trong lúc công chúa Phượng Hoa giải thích về quy tắc cuộc thi, Lý Vô Ưu nhỏ giọng nói, ca, đánh với công tử Dạ, huynh nắm chắc mấy phần thắng. Lâm Nhất liếc đối phương một cái nói, tên nhóc nhà ngươi lại đi Nhàn Vân Lâu đặt cược rồi hả? Không có, tuyệt đối không có, chỉ là đi nghe ngóng hóng hết tình hình mà thôi. Huynh chắc không đoán được là có người đặt cược một viên linh ngọc tam phẩm cho huynh. Cực huynh sẽ chiếm được vị trí đầu bảng chứ? Ai? Lưu Thương. Lâm Nhất thoáng ngây người, ngay sau đó mỉm cười nói, tên này luôn làm những việc khiến người ta phải bất ngờ. Linh Ngọc Tam Phẩm là thứ hiếm có thế nào chứ? Lấy đi đặt cược ngộ nhỡ thua thì tiếc biết bao, nhưng mà thấy hắn ta tin tưởng vào mình như vậy cũng khiến Lâm Nhất cảm thấy rất vui. Theo như hắn biết, tỷ lệ trả thưởng của mình cực kỳ thê thảm, đừng nói vị trí đầu bảng, đến cả việc đối đầu với công tử Dạ cũng đều chẳng có người nào tin là hắn sẽ thắng cả. Nhưng mà, ca, huynh rốt cuộc cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Lý Vô Ưu vẫn hỏi đến cùng. Chương 1408 mọi người cũng nghĩ vậy mà. Những người còn lại của kiếm các cũng vểnh tai lên nghe. Dù gì cũng phải đợi sau khi giao thủ mới có thể biết được có bao nhiêu phần thắng. Lâm Nhất cảm thấy ít nhất có hơn 5 phần, nhưng quả thật rất khó để xác định nếu không chính thức đánh. Hiện tại, các phương diện của hắn đều đang ở đỉnh cao. Điều phiền phức duy nhất chính là sau khi cắn nuốt ma hồn của Ngô Mặc Hàn, võ hồn trúc long của hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến bây giờ tên này vẫn chưa tỉnh lại, quả thật khiến hắn có hơi đau đầu. Dị tổ đối chiến chính thức bắt đầu. Bên cạnh ngai vàng Tử Thanh, sau khi giảng giải toàn bộ quy tắc,
công chúa Phượng Hoa cũng không nhiều lời, mà chỉ thấp giọng nói, trận đầu tiên, công tử Nham Tâm của Hỗn Nguyên Tông đối chiến cùng Đường Nguyên của Huyền Thiên Tông. Vèo. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có hai bóng người nhảy lên lôi đài. Đường Nguyên là đệ tử cốt cán của Huyền Thiên Tông, tuy hắn ta gặp được kỳ ngộ tại mật cảnh Ma Liên, khiến thực lực tăng vọt, nhưng trong mắt mọi người, sự chênh lệch giữa người này và công tử Nham Tâm quả thật rất lớn. Trận chiến này gần như không có quá nhiều bất ngờ. Quả nhiên, sau 10 chiêu, toàn thân công tử Nham Tâm bộc phát lực lượng long tượng khủng bố. Một quyền mang theo sức mạnh đáng sợ lên đến 10 đỉnh, thánh âm cổ xưa quanh quẩn mãi không dứt. Không có gì ngoài ý muốn, chỉ với lực lượng khủng bố này đã đủ để nghiền nát uy thế long hổ của Đường Nguyên, từ đó đánh hắn ta văng khỏi lôi đài. Công tử Nham Tâm chỉ dùng 10 chiêu đã có thể áp chế được Đường Nguyên, hơn thế nữa, hắn ta vẫn không để lộ thực lực chân chính của mình. Điều này khiến người ta có cảm giác sâu không lường được, dường như người này còn chưa dùng đến một nửa thực lực, thật sự rất khoa trương. Công tử Nham Tâm thắng. Đợi đến khi Đường Nguyên hoàn toàn rơi xuống đất, trọng tài mới tuyên bố thắng bại. Công tử Nham Tâm nhếch miệng, từ trên cao nhìn xuống Đường Nguyên, cười nói, long hổ quyền à. Cũng chỉ đến thế. Sau đó, hắn ta quay đầu nhìn về phía đoàn người của Lăng Tiêu Kiếm Các ở vị trí khách quý. Lâm Nhất lập tức cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ sắc bén chiếu thẳng về phía mình. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thong dong. Đáng tiếc, ta không thể đích thân ra tay với tên nhóc nhà ngươi, nói xong, công tử Nham Tâm liền bay xuống đài. Tên này, nói cứ như tiểu sư đệ chắc chắn sẽ thua trong tay công tử Dạ vậy, Hân Nhiên tỏ vẻ không vui, lẩm bẩm nói. Mọi người cũng nghĩ vậy mà, Lâm Nhất thản nhiên nói. Tuy nhiên, thực lực của công tử Nham Tâm quả thật khó mà nhìn thấu được. Sức mạnh tương đương 10 đỉnh ư, có lẽ hắn ta đã tu luyện long tượng chiến thể quyết đến tầng 6, tuy nhiên, ngẫm lại thì có hơi bất khả thi. Muốn tu luyện long tượng chiến thể quyết lên đến tầng 6 buộc phải luyện hóa một viên yêu đan thiên phách. Với lực lượng của toàn bộ tông môn, muốn đánh chết thiên phách cũng không phải là khó. Nhưng nếu chỉ riêng công tử Nham Tâm thì e là phải trả một cái giá đắt. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ hắn ta đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Võ hồn, bí thuật, dị quả, cũng có thể lắm chứ. Chương 1409 không một ai là kẻ yếu. Đại chiến tiếp tục diễn ra, không có gì bất ngờ, tồn tại cấp công tử luôn dễ dàng đè bẹp các đối thủ khác. Mỗi một trận chiến đều vô cùng kịch liệt, luôn có sự hồi hộp trông mong kết quả thắng bại. Thậm chí có rất nhiều trận xảy ra tình trạng thế cục xoay chuyển. Đến giây cuối cùng mới phân rõ thắng bại. Một mặt có thể chứng minh tồn tại cấp công tử quả thật rất mạnh mẽ, mặt khác cũng cho thấy rõ những nhân tài có thể lọt vào 32 vị trí đầu, không một ai là kẻ yếu. Trên thực tế, dù là công tử muốn đè bẹp đối thủ thì ít nhất cũng phải đánh hơn 10 chiêu. Không giống như đấu tiểu tổ, chỉ cần một chiêu là có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Trận thứ 8, Bạch Lê Hiên của Lăng Tiêu Kiếm Các chiến cùng Tả Vân của Hỗn Nguyên Tông. Tiếng nói còn chưa dứt thì trên quảng trường Long Môn đã dậy sóng. Dị tổ đối chiến có 3 trận tiêu biểu. Bạch Lê Hiên đấu với Tả Vân, Tần Vũ đấu với công tử Quan Sơn và Lâm Nhất đấu cùng công tử Dạ. Hai nhân tài mới xuất hiện đều sáng chói tựa như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, Bạch Lê Hiên đạt được thánh thể, được xưng là người đứng nhất dưới công tử. Thực lực của Tả Vân không kém, bản thân hắn ta cũng là một nhân tài mới nổi của Hỗn Nguyên Tông, có thực lực được xếp vào hàng mạnh nhất. Trong suy nghĩ của nhiều người, người này hoàn toàn có đủ tư cách để chiến với Bạch Lê Hiên một trận. Mặc kệ thắng thua, trận chiến này chắc chắn rất đặc sắc. Vèo. Hai bóng người bay vọt lên, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Tả Vân và Bạch Lê Hiên vững vàng hạ xuống đài. Trong trận đấu tiểu tổ, Bạch Lê Hiên lẳng lặng tiến vào vòng trong, không để lộ chút gì. Thực lực thánh thể gần như không được bộc lộ, hiển nhiên, hiện tại hắn chính là ánh hào quang sáng chói nhất tại đế quốc Đại Tần. Ai cũng tò mò rốt cuộc thực lực thánh thể chân chính đáng sợ đến mức nào. Còn về Tả Vân, trong cách nghĩ của nhiều người, hắn ta có đủ tư cách đấu một trận với Bạch Lê Hiên, nhưng cũng chỉ đến thế.
Điều mà mọi người quan tâm nhất trong trận này chính là Tả Vân có thể buộc Bạch Lê Hiên đến tình trạng nào. Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu về phía mình, Tả Vân hiểu rất rõ những người kia đang nghĩ gì nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Hai tay hắn ta từ từ duỗi ra khỏi ống tay áo, bàn tay có rất nhiều vết chai dày cộp, hoàn toàn đối lập với làn da bóng loáng, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Đây là một thiếu niên tu luyện cực kỳ khắc khổ, luyện đao đến mức phát rồ. Bạch Lê Hiên, mặc kệ kết quả trận này có như thế nào thì ta cũng sẽ dốc toàn lực, xin hãy cẩn thận. Bạch Lê Hiên vốn đang khép hờ mắt từ từ mở ra, nhìn đối phương và khẽ gật đầu, Bạch Lê Hiên của Lăng Tiêu Kiếm Các, xin được chỉ giáo. Vừa dứt lời, chân nguyên nồng đậm bộc phát như một trận mưa rào, cuồng phong bão táp bao phủ đài chiến rộng lớn. Hai người đối mặt nhau, trong mắt đều là sự sắc bén và bạo ngược. Song phương giao tranh, bầu không khí dương cung bạt kiếm lẳng lặng lan tỏa. Tạch. Chương 1410 thật nhanh. Quá trình rằng co không diễn ra bao lâu, trong mắt Tả Vân lóe lên tia sáng lạnh, hắn ta dẫm mạnh xuống đất, cả người bay vọt lên không trung, chỉ để lại tàn ảnh. Tả Vân rút đao ra, đao thế cực kỳ sắc bén và ác liệt lập tức lan ra. Đến khi hắn ta hoàn toàn rút đao ra khỏi vỏ, giữa không trung chỉ còn tàn ảnh, còn bản thể của hắn đã sớm biến mất một cách quái dị. Thân pháp cực nhanh khiến rất nhiều người không cách nào đuổi kịp. Chân nguyên sôi trào vần quanh thân Bạch Lê Hiên, hắn ta liếc nhìn nơi bóng dáng đối phương biến mất. Đột nhiên, hai mắt híp lại, thình lình lách người sang một bên. Xoẹt! Ánh đao sắc lạnh tựa như tia chớp đâm xuyên qua tàn ảnh mà Bạch Lê Hiên lưu lại. Hơi lạnh thấu xương tản ra từ lưỡi đao, khiến không khí gần như bị xé rách, phát ra một tiếng nổ mạnh. Thật nhanh! Một đao kia nhanh một cách kinh hoàng, đã vượt ngoài dự liệu của rất nhiều người. Những người có thực lực hơi yếu một chút không thấy được Bạch Lê Hiên đã né tránh thế nào, càng không nhìn rõ Tả Vân đã xuất đao ra sao. Xoẹt! Đao của hắn ta nhanh, kiếm của Bạch Lê Hiên còn nhanh hơn, gần như ngay khi Bạch Lê Hiên rơi xuống. Một luồng kiếm quang đã lẳng lặng đâm về phía cổ tay cầm đao của Tả Vân ở một góc độ cực kỳ xảo trá. Tuy nhiên, khi kiếm quang sắp cắt trúng cổ tay Tả Vân, trường đao trong tay hắn ta đột nhiên xoay tròn, sau đó dán sát thân kiếm của đối phương, trở tay đâm về phía cổ tay Bạch Lê Hiên. Kít kít. Thân đao ma sát với thân kiếm phát ra âm thanh ken két, thậm chí còn có tia lửa bắn ra. Cổ tay hai người đồng thời run lên. Trong quá trình đao và kiếm giao nhau, mỗi người chuyển hướng về phía cổ họng đối phương, cả hai kề sát nhau, mặt đối mặt, trong mắt từng người đều ẩn chứa sát ý vô cùng sắc bén. Đối đầu kịch liệt như thế khiến người xem không khỏi hít một ngụm khí lạnh, có vẻ như hai người này chém giết quá mức hung ác. Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã cắn xé nhau như thế, nếu cả hai đều không nhượng bộ thì chắc chắn cổ họng hai bên sẽ bị đâm trúng, đồng quy vu tận. Bọn họ đang đánh cược, xem kiếm của đối phương nhanh, hay đao của mình nhanh. Một khi cược thua, cái giá phải trả không khỏi quá lớn. Quảng trường Long Môn vốn đang ồn ào náo động, bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tuy đứng dưới ánh mặt trời nhưng ai cũng có cảm giác lạnh thấu xương. Mắt thấy đao và kiếm sắp đâm trúng cổ đối phương, hai người đồng thời duỗi ra tay trái, đánh về phía trước. Hai trưởng va chạm tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa, rõ ràng tu vi của Bạch Lê Hiên thâm hậu hơn nhiều, cho nên sau một trưởng kia, hắn ta vẫn đứng vững vàng. Còn Tả Vân, ngay khi sắp bị đánh bay, trên người hắn ta đột nhiên tràn ngập lực lượng long tượng cổ xưa, tản ra khí tức thô bạo hệt như loài man thú thượng cổ. Đài chiến rung lắc dữ dội, rốt cuộc, lực của hai người trong một trưởng này là ngang nhau, mỗi người lui về sau ba bước. Xíu. Vừa lui ra, cả hai lại lần nữa lại vào, bắt đầu chiến đấu. Từng chiêu từng tức nhanh như kinh hồng thoảng qua, đạo thể đối đầu với kiếm thể không ngừng tranh phong, âm thanh kim loại va chạm liên tục vang lên quanh quẩn không dứt. Kiếm pháp tinh xảo và đạo thuật sắc vẹn ác liệt giao nhau khiến người hoa mắt, không kịp nhìn rõ. Tiếng than thở vang lên trên quảng trường Long Môn, mọi người đều nín thở không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chương 1411 kinh lôi kiếm pháp ư. Hai người, một người dùng kiếm, một người dùng đao, ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn, đánh thẳng vào chỗ hiểm.
Sự sắc bén của kiếm và sự hung ác của đao đã được cả hai phát huy một cách vô cùng tinh tế. Trận chiến này còn kịch liệt hơn so với tưởng tượng của một người, mang đến cảm giác kỳ phùng địch thủ, không ai nhường ai. Vẫn còn thăm dò à? Quan sát trận đấu đang diễn ra, Lâm Nhất ra chiều suy nghĩ. Trong mắt mọi người, đây là trận chém giết kịch liệt mà hung hiểm, nhưng theo hắn thấy thì đó chỉ là thăm dò mà thôi, còn chưa thật sự ra tay. Chỉ thăm dò thôi mà đã tạo thành trận thế lớn như vậy, quả thật hai người này rất mạnh. Không hổ là yêu nghiệt thánh thể duy nhất của đế quốc Đại Tần trong suốt 1000 năm qua. Tả Mỗ bội phục. Trên đài chiến, giữa không trung, một vài tàn ảnh xẹt qua, sau khi hạ xuống, Tả Vân nhìn đối phương, khẽ nói. Ngươi cũng không kém, sắc mặt Bạch Lê Hiên rất bình tĩnh, hắn ta không nói dối. Quả thật Tả Vân rất mạnh. Ít nhất là mạnh hơn so với lời đồn rất nhiều. Đặc biệt là mỗi một chiêu thức trong đao pháp của hắn ta đều vô cùng sắc bén và hung bạo. Tuy nhiên, trước đó ta đã nói, bất kể thắng hay thua, ta đều sẽ dốc hết sức. Ta sẽ đánh trận này đến cùng, giành lấy dù chỉ là một cơ hội chiến thắng. Vẻ mặt Tả Vân dần trở nên nghiêm túc, trong mắt hắn ta lộ rõ khát vọng vô hạn đối với thắng lợi. Hiển nhiên, hắn ta không nghĩ mình chỉ đi đến 32 vị trí đầu trong Long Môn tranh tài mà thôi. Dù là Bạch Lê Hiên thì hắn ta cũng sẽ dốc toàn lực. Yêu Vân Ấn. Âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng Tả Vân, đột nhiên, lực lượng Long Tượng Thượng Cổ trên người hắn ta phát ra ánh hào quanh màu đỏ sậm mênh mông và nồng đậm. Luồng hào quang này bám vào da thịt hắn ta, cứ như Tả Vân sắp yêu hóa vậy, trông vô cùng quái đản. Dưới sự kích thích của bí thuật, khí tức toàn thân hắn ta đã tăng vọt đến cảnh giới tử phủ. Sau khi hào quang màu đỏ sậm hoàn toàn lắng đọng, trong mắt Tả Vân lóe lên tia sáng lạnh, bắt đầu triển khai thân pháp mờ ảo kỳ dị, một lưỡi đao hung hăng chém xuống. Ánh đao sắc bén được sự bổ trợ của chân nguyên hùng hậu, hệt như trường giang cuồn cuộn sóng, cuốn phăng tất cả. Thoáng chốc, tiếng gió rít gào như quỷ quái kêu la, khiến lòng người sợ hãi. Dị biến đột ngột xuất hiện khiến mọi người giật mình kinh hãi, kiếm thế trên người Bạch Lê Hiên đã hoàn toàn bị áp chế. Keng keng keng. Trong quá trình đao kiếm va chạm, Bạch Lê Hiên liên tục lui về sau, mỗi một bước, trường kiếm trong tay hắn ta đều phát ra kiếm âm như sấm. Sau 4 bước, kiếm thế như sấm sét đã hoàn toàn trải rộng. Cuối cùng, hắn ta cũng có thể đứng vững trước thế công hệt như ma quỷ của Tả Vân. Kinh lôi kiếm pháp ư. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, không ngờ kiếm pháp siêu cấp linh cấp mà Bạch Lê Hiên lựa chọn lại giống với đại ca Hân Tuyệt. Có thể nhìn ra được kinh lôi kiếm pháp của hắn ta rất thành thục. Nhưng dù là vậy, thoạt nhìn khí thế vẫn yếu hơn mốt nữa. Tả Vân dùng Long Tượng Chiến Thể Quyết để tế ra Yêu Vân Ấn, hoàn toàn kích phát hung tinh cùng sự thô bạo của man thủ thượng cổ, cứ như Long Tượng Thượng Cổ thật sự sống lại vậy. Quả nhiên! Trong Long Môn tranh tài không thể xem thường bất kỳ ai. Chương 1412 không cách nào khống chế được. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, một khi chủ quan, ắt sẽ trở tay không kịp. Đao của Tả Vân mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ gì cả. Đao thế trải rộng khắp người hắn ta bắt đầu trở nên cuồng bạo, không cách nào khống chế được. Lại một đao hung hăng bổ xuống. Bạch Lê Hiên chưa kịp chuẩn bị thì đã bị đánh văng ra ngoài. Chết! Cơ hội ngàn năm khó gặp bày ra trước mắt, hai mắt Tả Vân đột nhiên tỏa sáng. Tay phải đang cầm đao của hắn ta chợt nổ tung, để lộ một cánh tay hệt như yêu ma. Cánh tay yêu hóa này vô cùng đáng sợ, kết hợp với nhát đao này, đao thế cuồng bạo của Tả Vân lập tức ngưng tụ đến trạng thái đỉnh phong. Đao thế kinh khủng còn chưa hạ xuống đã nhuộm đỏ cả chiến đài. Bạch Lê Hiên bị đánh văng ra xa, chớp mắt đã bị dồn vào thời khắc nguy hiểm nhất. Sau khi tiếp đất, Bạch Lê Hiên bình tĩnh nhìn đối phương dùng đao mang nhuộm đỏ cả vùng trời như một con yêu ma, khẽ lắc đầu. Bí thuật trung quy cũng chỉ là bí thuật, nhát đao của ngươi chỉ được vẻ bề ngoài thôi, thiên lôi phá. Nói xong, nét mặt Bạch Lê Hiên vẫn không thay đổi. Nhưng trong mắt lại có tia sáng lóe qua. Trên trời bỗng nổi giông bão, tia điện lướt qua, kiếm thế của hắn ta bay vọt lên.
Đối mặt với nhát đao nặng nề như núi, tựa như yêu ma, hắn ta giơ kiếm đâm ra, kiếm quang lướt qua như một tia điện xé rách bầu trời, mạnh mẽ đỡ lấy. Mọi người ở quảng trường Long Môn chỉ nhìn thấy tia điện đột nhiên vọt lên, rọi sáng cả chiến đài. Trên không trung, Tả Vân hộc ra một búng máu, hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy khó tin. Trên ngực hắn ta, một thanh kiếm sắc đâm thủng làn da yêu ma hóa, máu bắn tung tóe. Cánh tay dữ tợn và đáng sợ sau yêu hóa của hắn ta vẫn đang giơ trường đao lên, uy thế vẫn khủng khiếp nhưng lại không thể nào bổ xuống. Răng rắc. Bóng dáng Bạch Lê Hiên chợt lóe trên không trung, hắn ta tiếp đất, cất kiếm vào vỏ. Kiếm thế cuồng bạo nổ tung trên ngực Tả Vân khiến hắn ta văng ra xa, đợi đến khi rơi xuống đất, cơ thể khôi phục bình thường, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, hắn ta ôm ngực, nhìn đối phương với vẻ cực kỳ không cam lòng. Hắn ta rõ ràng có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này, nhưng không ngờ tình thế lại đảo ngược trong tích tắc. Tại sao chứ? Không hiểu à, ta đã nói, thực lực do bí thuật mang lại chung quy cũng chỉ là bí thuật, không phải của bản thân ngươi. Kể từ khi ngươi quyết định sử dụng bí thuật thì ngươi đã thua rồi. Bạch Lê Hiên quay lưng đi với vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn có chút tàn nhẫn. Xung quanh chiến đài vang lên những tiếng thở dài, rất nhiều người cảm thấy tiếc cho Tả Vân. Hắn ta thoạt nhìn chỉ cách thắng lợi một bước. Lạ nhỉ, nhát kiếm vừa rồi là một chiêu thức trong kinh Lôi Kiếm Pháp phải không? Sao ta lại thấy không giống lắm? Chương 1413 tiểu tử này muốn cố tình chọc giận tiểu sư đệ đây mà. Thiên Lôi Phá, hình như trong kinh Lôi Kiếm Pháp thật sự không có chiêu thức này. Chắc chắn không có, Lăng Tiêu Kiếm Các có không ít người tu luyện kinh Lôi Kiếm Pháp, nhưng chưa từng có ai thi triển Thiên Lôi Phá. Sau khi thở dài, rất nhiều người kinh ngạc, không thể tin được nhìn Bạch Lê Hiên. Uy lực của nhát kiếm vừa rồi đã làm cho Tả Vân sau yêu ma hóa có thể so sánh với cảnh giới tử phủ lập tức bị thương, nhanh đến mức khiến người ta không thể thấy rõ. Chẳng lẽ chiêu thức này do Bạch Lê Hiên tự nghĩ ra ư? Tự nghĩ ra võ kỹ? Lâm Nhất trầm tư suy nghĩ, trong kinh Lôi Kiếm Pháp thực sự không có sát chiêu nào tên là Thiên Lôi Phá. Không còn gì để nghi ngờ, nhát kiếm như tia điện xé toạc bầu trời, xuyên thủng tầng mây này quả thật do Bạch Lê Hiên tự nghĩ ra. Nếu Bạch Lê Hiên có được thánh thể đã đủ khiến người ta e dè, vậy nếu hắn ta còn có thể tự nghĩ ra võ kỹ thì rốt cuộc sẽ mạnh cỡ nào? Trên quảng trường Long Môn, vô số ánh mắt đổ dồn vào Bạch Lê Hiên, trông mọi người đều rất kinh hãi. Trận đấu thứ 9, Lâm Nhất của Lăng Tiêu Kiếm Các đấu với công tử Dạ của Vân Tiêu Kiếm Các. Bên cạnh ngai vàng Tử Thanh, công chúa Phượng Hoa nhìn hai người, nhẹ giọng thông báo. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của nàng ta quanh quẩn khắp quảng trường Long Môn, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Quảng trường Long Môn vừa yên tĩnh được một lúc lại trở nên xôn xao. Cuối cùng cũng tới. Lâm Nhất đấu với công tử Dạ, trong vòng đấu tiểu tổ Lâm Nhất đã giết sư đệ của hắn ta nên hắn ta hận Lâm Nhất thấu xương, không biết Lâm Nhất có cơ hội sống sót hay không. Trước mắt thì cao thủ đẳng cấp cao thủ căn bản đều là đối thủ áp đảo và rất mạnh. Trừ phi Lâm Nhất bỏ quyền thi đấu từ đầu trận đấu, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Thật thú vị, để xem hắn sẽ lựa chọn thế nào, lẽ ra hắn không nên tới Long Môn tranh tài. Có thể lọt vào 32 hạng đầu, hắn đủ để kiêu ngạo rồi, dù bỏ quyền cũng không mất mặt. Trong lòng mọi người đều mong chờ. Vừa xem xong một trận đấu gay cấn lại diễn ra thêm một trận gay cấn khác. Vèo. Hai bóng người bay tới, vững vàng đáp xuống chiến đài. Những lời bàn tán ở xung quanh khó tránh khỏi lọt vào tai, hắn không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Công tử Dạ mặc bộ đồ đen, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất như một con yêu thú đang nhìn con mồi của mình. Sát khí và sự thù hận trong mắt hắn ta không hề che giấu. Ánh mắt cực kỳ sắc bén và đáng sợ. Ba ngày trước, ta đã nói tốt nhất là ngươi đừng gặp ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nếu như ngươi thức thời thì bây giờ nhận thua với trọng tài đi, một khi trận đấu bắt đầu, không ai có thể cứu ngươi đâu. Vẻ giễu cợt thoáng qua trong mắt công tử Dạ, hắn ta cố tình cười nhạo, giọng điệu vô cùng chói tai. Tiểu tử này muốn cố tình chọc giận tiểu sư đệ đây mà.
Hân nghiên cứu mày, vừa nhìn đã biết được ý đồ của công tử Dạ. Trọng tài nhìn Lâm Nhất, ánh mắt ấy rõ ràng đang hỏi hắn có muốn bỏ quyền hay không. Chương 1414 Thất Huyền Bộ, người đi để lại bóng ảnh. Không cần. Lâm Nhất lạnh lùng đáp lại hai chữ. Trọng tài không nói gì nữa, lùi về sau rồi trầm giọng bảo, bắt đầu. Hừ. Trọng tài vừa nói xong, công tử Dạ liền cười khẩy, một khí thế cuồng bạo và sắc bén từ trên người hắn ta bắn tới. Hắn ta như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, chiếu sáng rực rỡ như vì sao trên bầu trời đêm, không che giấu ánh sáng của mình. Vù vù vù. Kiếm ý vang vọng, khí thế trên người công tử Dạ không ngừng tăng vọt, kiếm thế hư ảo như có thực thể, thể hiện rõ tu vi thân hậu và bá đạo của hắn ta. Cả chiến đài dường như đang chấn động trước luồng khí thế cuồng bạo này, nhát kiếm này khiến cả thế giới đều phải cúi đầu với hắn ta. Mạnh quá! Cảnh giới bán bộ tử phủ kết hợp với kiếm thế tựa sao trời, hắn ta định đánh nhanh thắng nhanh, không có Lâm Nhất bất kỳ cơ hội nào. Đáng sợ, ta không dám tưởng tượng khi đứng trước mặt hắn ta sẽ chịu áp lực như thế nào, có lẽ cảnh giới tử phủ cũng khó chịu đựng được. Không hổ là công tử! Chỉ mới để lộ kiếm thế, công tử Dạ đã thể hiện ra một mặt đáng sợ của công tử cấp bậc yêu nghiệt. Vù vù vù! Đợi khi kiếm thế đạt tới đỉnh phong, mọi người chỉ nghe thấy tiếng thân kiếm rung động, công tử Dạ bước ra một bước, thuận thế rút kiếm. Vèo! Kiếm quang lập lòe như tia sáng xẹt qua trong đêm tối, kết hợp với kiếm thế đáng sợ của công tử Dạ, nhát kiếm này vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Lâm Nhất đưa tay ra, năm ngón tay nắm chặt kiếm táng hoa. Đối mặt với nhát kiếm đáng sợ của đối phương, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm lướt qua trước mắt như một dòng nước mùa thu, lao đi như một con dao long giống giận. Keng! Ngay thời khắc cực kỳ nguy cấp, hắn đã chặn kiếm của đối phương, chiến đài lập tức chấn động dữ dội. Đã chặn lại! Điều khiến mọi người kinh ngạc đó là nhát kiếm này không chỉ bị Lâm Nhất chặn lại mà hắn còn không lùi về sau. Ầm ầm! Kiếm quang nổ tung trên không trung, công tử Dạ nhíu mày, ngưng tụ chân nguyên toàn thân. Trở tay tiếp tục đâm ra. Thất Huyền Bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất bình tĩnh di chuyển, thi triển Thất Huyền Bộ như kim ô tung cánh, tốc độ nhanh như chớp. Mỗi bước đi đều như để lại một bức tranh, nhưng kiếm thế sắc bén của công tử Dạ vẫn đuổi theo sát, mỗi nhát kiếm đều chém bức tranh Lâm Nhất để lại thành bột phấn. Trong nháy mắt, hai người đã đấu với nhau hơn 10 chiêu. Tiếng lưỡi kiếm va chạm liên tục vang lên. Công tử Dạ dùng tu vi mạnh hơn áp chế Lâm Nhất khiến người ta cảm thấy hắn ta như một ngọn núi khổng lồ đủ để đè chết Lâm Nhất một cách dễ dàng. Tu vi quả thật thâm hậu, có lẽ cao thủ tử phủ cũng không giành được lợi thế khi đối mặt với ngươi. Chương 1415 chết rồi hả? Lâm Nhất suy tư, tu vi của đối phương thực sự khá kinh khủng, đáng sợ Ngô Mạc Hàn trong trận đấu trước rất nhiều. Cả hai người đều là bán bộ tử phủ. Nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Biết thì tốt, ngoan ngoãn chịu chết đi. Công tử Dạ cười khẩy, chân dẫm mạnh lên mặt đất, kiếm thế toàn thân lập tức phát ra tiếng rít chói tai, sức mạnh của một bước chân làm cho chiến đài cổ xưa này nứt ra một khe nhỏ. Ngoan ngoãn chịu chết, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lâm Nhất nói với vẻ mặt không cảm xúc, hoa tử diên như kết tinh từ băng ở đan điền lặng lẽ nở rộ, chân nguyên hùng hậu dâng trào tuôn ra. 10 sợi huyền mạch đồng loạt bộc phát, một kiếm thế hoàn toàn không thua kém gì đối thủ đột nhiên bùng nổ. Huyền võ tầng 10. Điều đó là không thể. Mọi người lập tức giật mình, 3 ngày trước Lâm Nhất vẫn còn tu vi huyền võ tầng 9, không ngờ bây giờ đã tăng vọt đến huyền võ tầng 10. Hơn nữa tu vi rất vững chắc, không giống như vừa mới thăng lên huyền võ tầng 10. Kiếm phân song nguyệt. Từng luồng kiếm thế thủy nguyệt xuất hiện trên người Lâm Nhất, như thể có hai vầng trăng sáng hiện ra dưới một kiếm này, một ở trên trời, một ở dưới đất. Còn kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất thì đang phát ra kiếm quang chói lóa khi được hai vầng trăng này chiếu rọi. Keng, keng, keng. Tay cầm kiếm táng hoa, Lâm Nhất mạnh mẽ phản công, kiếm quang vung vẩy chém nát kiếm thế của đối phương. Thất Huyền Bộ, kim ô tung cánh. Lợi dụng khi kiếm thế của đối phương hỗn loạn, Lâm Nhất giang hai tay bay đi như kim ô,
ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt đối phương. Kiếm Táng Hoa phát ra kiếm quang chói lóa, chém về phía đầu công tử Dạ không chút do dự. Tự tìm cái chết. Công tử Dạ giận tái mặt, không ngờ tiểu tử này còn dám chạy tới trước mặt, không biết sống chết. Ánh sáng tinh thần. Chân Nguyên rót vào trường kiếm trong tay, mũi kiếm đột nhiên phát ra hào quang lấp lánh rồi bùng nổ, đáng sợ như sao trời nổ tung. Ánh sáng hạo nguyệt. Lâm Nhất lạnh lùng quát, nhếch môi cười mỉa mai. Tựa như có một vầng trăng sáng đang lên, vầng trăng trên thân kiếm bốc cháy hừng hực, trăng sáng như lửa, như ánh sáng, như kiếm của ta, táng hoa cũng táng người. Bùm! Mặt trăng và ngôi sao đồng loạt nổ tung, chân nguyên sao động trên không trung, kiếm quang vỡ vụn, một đống hỗn độn che khuất bóng dáng Lâm Nhất. Ầm ầm! Tiếng nổ đáng sợ như sóng biển, từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ, vang vọng không ngừng. Nó như tiếng sấm bên tai, ù ù trong đầu. Chết rồi hả? Nhìn công tử Dạ cầm kiếm đứng trên đài trong bộ đồ đen, mọi người không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Lâm Nhất đang bị dư chấn đè ép. Trong dư âm ánh sáng phân tán, kiếm quang đạo động, xung quanh như có sương mù. Giác! Chương 1416 ta thừa nhận đã coi thường ngươi. Bỗng nhiên có một tiếng như kính vỡ vang lên, ngay sau đó trong dư âm chiếu ra một luồng ánh trăng. Ánh trăng như nước lũ tràn đê, tuôn đi một cách mãnh liệt và mênh mông, chớp mắt đã chôn vùi cả chiến đài. Trong ánh trăng nọ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lâm Nhất lạnh như băng, hắn mặc áo xanh, cầm kiếm táng hoa trong tay, tựa như một vầng trăng sáng rơi xuống trần gian. Ánh sáng của hạt gạo mà dám tranh nhau phát sáng với mặt trăng ngà. Ầm! Kiếm quang tựa trăng sáng mênh mông hạ xuống, nghiền nát toàn bộ kiếm thế của đối phương. Đánh văng công tử Dạ ra xa trong ánh mắt khó tin của hắn ta. Cái gọi là công tử cũng chỉ có vậy thôi. Lâm Nhất tiếp đất, nhìn công tử Dạ bị hắn đánh văng ra xa, thản nhiên nói. Ngông cuồng. Ngông cuồng ư, phải đó thì sao? Nhìn công tử Dạ thẹn quá thành giận, Lâm Nhất nhướng mày, thân kiếm táng hoa như mộng ảo khẽ rung, hướng thẳng vào đối phương. Ánh mắt hắn từ thân kiếm lướt qua mũi kiếm. Lạnh lùng nhìn đối phương. Xương hàn vạn lý. Không đợi công tử Dạ hoàn hồn lại, kiếm thế toàn thân Lâm Nhất đột nhiên trở nên lạnh như băng, áo xanh phất phới, mái tóc dài tung bay. Chí âm tạo hàn, kiêu ngạo tột đỉnh, ngay trong tầm mắt, đóng băng tất cả. Thân kiếm rung lên, kiếm thế rét lạnh như xương càn quét cả chiến đài như một cơn gió. Công tử Dạ khẽ biến sắc. Hắn ta cảm nhận được một luồng kiếm thế vô hình đang muốn nuốt chửng mình như một con quái thú. Chân Nguyên lập tức phun trào, hắn ta cầm kiếm chắn trước người mình. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã như thủy tinh vỡ vang lên, những tảng băng nhọn lần lượt rơi trên chiến đài rộng lớn. Sắc mặt công tử Dạ tái nhợt, văng ra xa mấy mét rồi hộc một búng máu. Soạt. Mọi người kinh ngạc ồ lên. Kể từ khi Lâm Nhất bắt đầu phản công, không một ai có thể ngăn cản khí thế của hắn, bây giờ còn làm công tử Dạ bị thương. Ai nấy đều sững sờ, hoàn toàn không thể tin được. Thậm chí có người nghi ngờ mình nhìn nhầm, là Lâm Nhất chứ không phải công tử Dạ bị thương hộc máu. Ta thừa nhận đã coi thường ngươi. Công tử Dạ lau máu trên khóe miệng, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn ta ngước mắt lên nhìn lướt qua. Một tia kiếm quang từ trên trời rơi xuống bao phủ lấy hắn ta, ngay sau đó kiếm thế toàn thân ngưng tụ thành một tia kiếm quang thẳng đứng. Khi hai tia kiếm quang giao nhau tạo thành tia kiếm quang hình chữ thập, trên người công tử Dạ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Kiếm thế toàn thân phóng thẳng lên trời như muốn xuyên thủng mọi thứ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chương 1417 lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Nhưng ta đã nói rồi. Nếu không nhận thua thì kết cục của ngươi chỉ có một, đó là chết. Công tử Dạ cắn răng nói một câu, ngay khi hai tia kiếm quang giao nhau thành hình chữ thập, hắn ta lập tức bước một bước. Ầm. Kiếm thế vô tận như đại dương giận dữ, cuồn cuộn kéo tới chôn vùi mọi thứ, nhìn mà phát hoảng. Thập tự ấn, đây là biểu tượng thứ 8 của Lưu Quang kiếm quyết. Xong đời. Một khi tu luyện kiếm quyết này đến tầng 8 hoàn toàn có thể so sánh, thậm chí vượt qua cả tu vi kiếm đạo tử phủ.
Nhưng những tiếng thốt kinh ngạc của mọi người còn chưa dứt, một đóa hoa tử diên đã nở rộ sau lưng Lâm Nhất, quấy nhiễu Phong Vân, sau đó hắn cầm kiếm đâm ra. Răng rắc. Luồng kiếm thế như đại dương của công tử Dạ lập tức sụp đổ dưới uy thế của nhát kiếm này. Trong mắt hắn ta lộ ra vẻ khó tin, hắn ta sờ lên ấn đường, nhìn vết máu trên tay mình, kinh ngạc không nói nên lời. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Dưới sự áp đảo của kiếm thế vô tận, công tử Dạ bị một kiếm đâm xuyên ấn đường, bay ra xa, đợi đến khi rơi xuống đất đã chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Từ nay về sau, bát công tử của đế quốc Đại Tần không còn tên của công tử Dạ ngươi nữa. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, đưa mắt nhìn qua. Từ nay về sau, bát công tử của đế quốc Đại Tần không còn tên của công tử Dạ. Câu nói của Lâm Nhất như một tia sấm sét giữa trời quang, lướt qua trong lòng mọi người. Ai nấy cũng chấn động không nói nên lời. Đã chết. Yêu nghiệt nghìn năm khó gặp của Vân Tiêu kiếm các cứ thế đã chết dưới kiếm Lâm Nhất. Một phút trước hắn ta còn đánh ra kiếm quang chữ thập lấp lánh rực rỡ, hùng hồn tuyên bố rằng Lâm Nhất nhất định sẽ chết. Nhưng ngay sau đó, khi mọi người chưa kịp phản ứng, ấn đường hắn ta đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Sau khi đóa hoa tử diên nở rộ trên không trung, luồng kiếm thế như đại dương mênh mông lập tức sụp đổ. Đến khi Lâm Nhất đâm ra nhát kiếm kia, hắn ta đã hoàn toàn không còn sức chống trả. Thậm chí đến tận bây giờ vẫn có rất nhiều người không hiểu tại sao công tử Dạ lại chết dưới một nhát kiếm, họ không thể nào chấp nhận được. Nhưng trên thực tế, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì ngay từ đầu, Lâm Nhất đã không ở thế yếu, dù cho đối phương đuổi đánh tới cùng, kiếm thế chí mạng tàn nhẫn đến đâu cũng không thể làm cho Lâm Nhất hoảng loạn, để lộ sơ hở. Lâm Nhất thì ngược lại. Sau khi tìm hiểu hư thực của đối phương và thi triển tu vi huyền võ tầng 10 triệt để, hắn vẫn luôn chiếm thế chủ động. Đợi khi hắn ra tay phản công đã có thể nhìn ra được tu vi kiếm đạo của hai người không cùng một đẳng cấp. Chương 1418 Vương Diễm chỉ là một con chó dưới tay hắn ta thôi. Vừa thi triển ánh sáng hạo nguyệt, thủy nguyệt kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh lập tức được phát huy đến mức cao nhất. Thật ra vào thời khắc ấy đã có kết quả thắng bại. Ở bên cạnh ngai vàng Tử Thanh, đại hoàng tử Tần Vũ khẽ biến sắc, sự chấn động trong lòng hắn ta không thua gì người ngoài. Thậm chí còn nhiều hơn, tâm trạng dao động như sóng biển, khó có thể lắng lại. Theo hắn ta, dù Lâm Nhất có mạnh đến đâu thì vẫn có chênh lệch rõ rệt với bát công tử, không thể gây nguy hiểm cho hắn ta, thậm chí không cần làm bẩn tay cũng sẽ có người giết hắn thay hắn ta trong long môn tranh tài. Nhưng lúc này người chết là công tử Dạ chứ không phải Lâm Nhất. Trong ba ngày qua, rốt cuộc tiểu kiếm nô này đã làm gì? Tần Vũ nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất từ xa với ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ muốn mổ xẻ đối phương để xem cho rõ hơn. Kiếm táng hoa vào vỏ, dư chấn từ kiếm ý trên chiến đài không biến mất mà phát ra những tiếng ù ù. Giờ phút này khí thế của Lâm Nhất đã đạt tới đỉnh phong. Sau một nhát kiếm giết chết công tử Dạ, hắn mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ bá đạo, kiêu ngạo tự do, khí thế kiếm ở trong tay, ai dám tranh phong này hiển hiện không chút cố tình, như thể hắn vốn là như vậy, chỉ khi vô ý thể hiện mới làm cho người ta chợt nhận ra. Hắn, Lâm Nhất, chưa bao giờ là món đồ chơi trong mắt công tử, sẽ không để mặc cho người khác chém giết. Biệt danh công tử cũng chỉ có vậy thôi. Cái chết của công tử Dạ đã cho thấy rõ ràng dã tâm và tham vọng của Lâm Nhất. Nếu hắn không tới long môn tranh tài thì thôi, một khi đã tới thì chỉ có giành hạng nhất. 3 năm quá lâu, đành phải nắm bắt thời gian. Lâm Nhất nhìn qua, vừa khéo đối diện với ánh mắt của đại hoàng tử, hắn vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Hắn chưa từng muốn né tránh người này trong long môn tranh tài. Tần Vũ muốn giết hắn. Hắn cũng muốn giết đối phương. Trong lòng hắn đã nắm chắc 90%, cái chết của Hân Tuyệt sư huynh do người này gây nên. Vương Diễm chỉ là một con chó dưới tay hắn ta thôi. Mọi người đều hiểu đạo lý trong đó, những người đứng đầu Lăng Tiêu kiếm các cũng hiểu, nhưng không ai dám nói rõ. Bởi vì đối phương là hoàng tử, người thừa kế của Hoàng thất Đại Tần. Nhưng hắn không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Chết người là chuyện rất thường gặp trong long môn tranh tài.
hắn nhất định phải lấy lại họ cho sư tỷ, cũng như phải báo thù cho sư huynh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt như hai thanh kiếm sắc gặp nhau giữa không trung, vô cùng đáng sợ. Chương 1419 trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ thắng trận này. Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta nói thầm trong lòng, sớm muộn gì hai người này cũng sẽ đánh nhau. Lúc trước không ai cảm thấy Lâm Nhất sẽ có uy hiếp đến Tần Vũ, nhưng bây giờ ngay cả công tử Dạ còn chết trong tay hắn, có vẻ như mọi thứ đều có thể. Không biết tự lượng sức mình. Tần Vũ khẽ nhếch môi, liên tục cười khẩy trong lòng. Nếu Lâm Nhất thật sự cảm thấy giết được công tử Dạ sẽ có tư cách đấu với hắn ta thì hắn hơi ngây thơ quá. Cuộc chiến dị tổ tiếp tục diễn ra. Chỉ là thất bại đột ngột của công tử Dạ làm cho người ta vô cùng chấn động, nhất thời vẫn khó tiêu hóa được. Các trưởng lão Vân Tiêu kiếm các đều sầm mặt đi. Lạc Dư Hàng và công tử Dạ đều chết dưới kiếm của Lâm Nhất, điều này như một lời nguyền, Lăng Tiêu kiếm các trung quy vẫn là Lăng Tiêu kiếm các. Lăng Tiêu kiếm các không đổ, Vân Tiêu kiếm các sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu dậy. Trận đấu thứ 11, công tử Thủy Nguyệt của Ma Nguyệt Sơn Trang đấu với Tô Nham của Huyền Thiên Tông. Công tử Thủy Nguyệt, nữ tử duy nhất trong bát công tử, kiếm của nàng ta trong trẻo, lạnh lùng như trăng, nhẹ nhàng như mây, Yên Vân kiếm pháp đã đạt tới đỉnh phong, chưa từng thua trận từ rất nhiều năm trước. Công tử Thủy Nguyệt đứng trên chiến đài, dung nhan xinh đẹp. Nhưng khi nàng ta phóng ra kiếm thế của mình, khí chất toàn thân đột nhiên thay đổi. Tựa như có gió rét vô tận từ trên người nàng ta thổi ra, nàng ta không dùng kiếm Yên Vân, thanh kiếm đã giúp nàng ta trở nên nổi tiếng, ngược lại dùng kiếm thế bá đạo sắc bén để áp đảo đối thủ, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Độ sắc bén của thanh kiếm hoàn toàn không giống như một nữ tử có thể thi triển. Trận đấu không quá gay cấn, chưa tới 10 chiêu. Tô Nham đã trúng nhiều nhát kiếm, buộc phải nhận thua. Chiến thắng một cách cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát. Huyền Thiên Tông rõ ràng thể hiện không tốt lắm trong Long Môn tranh tài đợt này, so với thành tích nổi bật lần trước thì kém hơn rất nhiều. Điều này khiến người ta rất khó hiểu, ngược lại Lăng Tiêu kiếm các đã lặng lẽ xuất hiện hai con hắc mã. Nhưng khi công tử Vân Chân ra sân, dùng ba chiêu của Long Hổ Quyền giết chết đối thủ, hiện trường lập tức yên tĩnh như tờ. Rất nhiều người nghĩ thầm, Huyền Thiên Tông không chịu nổi nữa, nếu công tử Vân Chân không thể hiện sức mạnh của mình, trưởng lão của tông môn hắn ta chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Trận đấu thứ 13, Diệp Phong của Lăng Tiêu kiếm các đấu với Phong Giã của Bách Thú Môn. Vừa nghe công chúa Phượng Hoa thông báo, Lạc Phong nhỏ giọng dặn dò, Diệp Phong nhớ cẩn thận, không nên coi thường Phong Giã. Tâm trạng ông ta khá tốt, Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất đều thành công lọt vào vòng loại 16, đặc biệt là Lâm Nhất, hắn đã giết được công tử Dạ của Vân Tiêu kiếm các, đối thủ không đội trời chung này của Lăng Tiêu kiếm các. Nếu như Diệp Phong có thể lọt vào vòng loại 16, Lăng Tiêu kiếm các sẽ khá thành công trong Long Môn tranh tài đợt này. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ thắng trận này. Lòng Diệp Phong tràn đầy hăng hái, ngay cả Lâm Nhất, người mà hắn ta không coi trọng, còn giết được công tử Dạ. Nếu hắn ta không thắng được đối thủ trong trận đấu này thì sẽ hơi mất mặt. Chương 1420 không ngờ Diệp Phong lại chừa chiêu cuối. Nhưng hắn ta vô cùng tự tin, cho rằng tu vi bán bộ tử phủ đã đủ để áp đảo tên mọi dợ này. Tình thế của Lăng Tiêu kiếm các đang rất mạnh mẽ, không biết trình độ của ngươi như thế nào. Trên chiến đài, Phong Giã cười nhếch mép nhìn Diệp Phong, dáng người cao to vạm vỡ, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Diệp Phong thản nhiên đáp, ngươi thử rồi sẽ biết thôi mà. Hi hi, cứ thử xem. Phong Giã cười ha hả, nhưng hắn ta còn chưa cất bước đã thấy một tia kiếm quang sắc bén bắn về phía mình. Là Diệp Phong, ngoài miệng thì bảo đối phương thử chiêu, còn mình lại ra tay trước để đánh bất ngờ. Tuy rằng hơi xảo trá, nhưng Long Môn tranh tài chỉ đánh giá anh hào dựa trên thắng bại. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể thắng, mọi thứ đều chỉ là thủ đoạn. Khi Diệp Phong xông tới, trường kiếm trong tay múa may như chiếc roi dài, ngay lập tức biến hóa thành vô số kiếm ảnh, liên tục đánh về phía Phong Giã. Tên khốn này! Phong Giã mắng một tiếng, một ánh sáng xanh táo bạo xuất hiện bao phủ toàn thân hắn ta,
chặn lại kiếm quang của đối phương. Sau đó hắn ta siết chặt hai tay, đánh ra với một lực vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi cú đấm đều ẩn chứa sức bật khủng khiếp, chấn động ầm ầm, cả chiến đài không ngừng rung lên. Mặc dù uy lực từ cú đấm của hắn ta mạnh, nhưng vẫn không thể đấm trúng bản thể của đối phương. Trong không khí, quyền mang nổ tung và kiếm quang dao động không ngừng chấn động. Tên mọi rợ này ra dày thật. Trên không trung, Diệp Phong khẽ cau mày, không ngờ thể chất phòng ngự của Phong Dã lại mạnh đến thế. Kiếm quang của hắn ta chém vào tựa như cứa qua ngọn núi hoang đúc bằng kim loại, phát ra tiếng leng keng, khó có thể làm đối phương bị thương. Hi hi, bắt được ngươi rồi. Trong lúc suy nghĩ, Phong Dã được bao phủ bởi ánh sáng xanh bỗng nhếch môi cười, đấm thẳng về phía hắn ta. Cú đấm này bộc phát uy thế không gì sánh nổi, cuồng bạo vô song, khóa chặt lấy Diệp Phong, không cho hắn ta cơ hội né tránh. Mọi rợ chỉ là mọi rợ. Không nhìn ra đây là sơ hở do ta cố tình để lại sao? Diệp Phong thầm cười mỉa mai, hắn ta đang lo lắng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của đối phương, đang chờ đối phương được ăn cả ngã về không. Chết đi! Kiếm thế toàn thân lập tức thu lại, tu vi bán bộ tử phủ thâm hậu bùng nổ, kiếm quang lấp lánh mạnh mẽ đánh về phía quyền mang của đối phương. Kiếm thế mênh mông nuốt chửng lấy Phong Dã đang lao tới gần như chỉ trong nháy mắt. Không ngờ Diệp Phong lại chừa chiêu cuối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.